Bạn thấy không, tự nhiên nó có chữ tiếng Anh nè. Rồi, hết rồi. Thì cái bo, các bạn nghe tôi nói không? Hello. Nghe không, nghe không, nghe không? Nghe thầy ơi. Nghe thầy. Rồi thì cái bo này là cái bo sẽ thực hành ở trên lớp. Còn cái bo này nếu mấy bạn muốn mua thì bạn mua. Thì cái con này nó sẽ có số thứ chúng ta sẽ khảo sát hai con này. Tiện kể luôn có một cái chuyện là tôi nhận được một cái mail của một mấy bạn. Bạn hỏi là thầy ơi, cái bo này em thấy nó bán đúng không? Thì đầu tiên thì tôi nói thật với mấy bạn là do tôi đi học tiến sĩ bao năm không xài điều khiển nhiều nên tôi cũng thấy nó hơi lạ. Thì đầu tiên thì tôi nói là cái bo đó nó không có giống như cái bo mình phải. Thì bạn đó hôm nay có học á, mà bạn đó mua cái bo kia rồi cũng được học chuyên đề. Sau đó thì tôi ngồi tôi nghiên cứu lại á, tôi mới đặt tôi ngồi tôi nghiên cứu lại tôi mới phát hiện ra là cái đó là cái bo này mới. Có khả năng bây giờ bạn sẽ không mua được, không mua được một trong hai mua được cái bo thì phải có thể hết hạn thì họ sẽ giải thích vấn đề cho bạn ha. Rồi thì cái bo bên tay trái này nè, cái bo bên tay trái này nó sẽ gồm có hai phần. Ủa, đâu ta? Nó sẽ gồm có hai phần, thì cái bo phần này là phần bo điều khiển, còn phần này là cái phần kit phát triển. Cái này là cái kit nè, cái này là bo, cái này là cái kit điều khiển, còn này là cái bo thực hành. Thì cái bo thực hành này hiện tại đang có 5 bo, thì nguyên 5 bo tới 5 bo là 10 bo. Thì cái bo này nó sẽ gồm có thực hành cơ bản thôi. Thứ nhất đây là led đơn, ô lộn, đây là nút ấn đơn, cái này là nút ấn đơn, cái này là led đơn, cái này là led bị động. Thì cái switch này nó sẽ thay công tắc qua lại rồi này màn hình LCD. Rồi nó sẽ còn một cái nhóm nữa, cái nhóm này là mạch công suất này để cấp nguồn nguyên vào, mà thông thường ta không xài nguồn, nó xài nguồn này không, xài nguồn máy tính không. Rồi ba con này là ba con biến trở. Rồi này cuộn dây tụ điện thì ba con này ba con biến trở. Ngoài ra nó còn có con MBU6050, thì con này không có hàng. Rồi con này là M35, biết con này có làm gì không? Là M35. Rồi RGB LED. Này là LED 7 màu, như này là M35 là cảm biến nhiệt độ. Rồi sim 800L, con này như không có gắn lên, đây nó có hai cái thanh gắn, là sim 800L là cái khối lắp sim lên để gửi tin nhắn chơi, gửi tin nhắn tên ha. Ngoài ra nó còn có điều khiển IC mở rộng. Thì đây là cái kit thực hành, các bạn sẽ thực hành những kit này. Và để mà thực hành những cái kit này thì mấy bạn phải học tập khá là, nói chung là khá là bạn không đơn giản. Rồi còn cái nữa các bạn cần phải chú ý là cái kit này nó thực hành trực tiếp trên lớp. Thì để thực hành được trên lớp thì em phải cài được cái IR cài cho. Các đồng chí nào chưa cài IR, các đồng chí nào chưa có máy tính không, hoặc là chưa có thử cái phần mềm không, các bạn nào cài rồi không hãy giơ tay, cái bấm giơ tay rồi luôn. Có nghe tôi nói không vậy? Rồi nè, đây có một số bạn đã cài rồi nè. Rồi cảm ơn mấy bạn. Rồi mấy bạn hạ tay xuống đi. Thì một hồi nữa tôi sẽ thực hành thử cho bạn coi. Tôi sẽ thực hành thử cho mấy em coi. Rồi cái bo bên tay phải là cái bo tôi chụp á, hai bo là tôi chụp hết luôn á. Thì bo bên tay phải là bo MSB40G2553. Thì thực ra mấy em mua các con đó thì trong cái bo đó nó không phải con G253. Cái con G253 này cho tôi gắn tháo vô á, thì nó có một cái con nữa đi, họ sẽ chỉ cho mấy bạn. Em mình thấy có tên này nè. Kiếm cái này là chúng ta có cái tên nè, G253 nè. Thì con này coi nó B253, còn con này nhỏ xíu mà nhìn thấy họ nó, chúng ta sẽ phân tích hai con này. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái con bên tay trái trước, tất nhiên ta sẽ bắt đầu bằng cái bo này. Còn cái bo bên tay, toàn bộ cái bo này thì mấy em lên học thực hành, thì mấy em học điều khiển thì mấy em sẽ thực hành từ từ thì mấy em sẽ biết. Rồi thì cái bo này nó sẽ như thế này, đây là cái con này nè, cái cục này nè, nó sẽ như thế này. Thì tôi buộc phải vẽ một cái mũi tên chỉa ra đây cho mấy em coi nha, để cho mấy em làm ơn mấy em hiểu rằng con này không phải điều khiển, con này mới là con điều khiển. Cái con này không phải là con điều khiển nè, cái con này mới con điều khiển nè, con này nè. Còn con này là con khác, con này là con kết nối với máy tính.
thì khi con có nói với máy tính nhiều bo nó sẽ bỏ hai cái chương RTS và chương CTS, cái này là chương read và chương write, RTS CTS từ từ này học mà biết chuyện làm gì thì học em biết chuyện làm gì rồi. Thì cái con điều khiển này nó hình vuông, hình vuông thì nó hơi có nghĩa là cái cách bút chỉ chân nó khác với cái dòng IC bình thường. Thì như em học học bằng điện tử đi, ốp em chẳng hạn, ốp em thì chúng ta sẽ biết là chân nó bố trí là đều theo hình chữ nhật, bên trái sẽ đi bên phải 6 chân là 12 chân, gọi là có em 2 chân thì bên trái 4 chân bên phải 4 chân. Nhưng mà tuy nhiên các cái dòng mà IC mà bắt đầu có nhiều chân lên á thì bắt đầu người ta thiết kế cho IC nó hình vuông và cái số chân nó rất là mỏng, gần như là để mà hàng được cái bo mà hàng với số lượng chân IC mà nó nhỏ như thế này nữa thì một lớp chắc chừng vài bạn hàng được, một hai bạn hàng được. Thực ra là không phải là mấy tôi chê với bạn kia mà tại vì bạn đó bạn khéo tay hơn bạn lại chứ mấy tôi chê với bạn kia hàng. Mà bây giờ thì mấy em cũng không có học nặng về cái chuyện thực hành hàng đó. Chỉ có mấy bạn học bên ngành như chẳng hạn như điện tử viễn thông, kỹ thuật máy tính á, thì người ta phải thiết kế chip, thiết kế IC, thiết kế về điều khiển cho cái mục đích riêng của người ta. Chẳng hạn như bây giờ người ta cần là một cái máy nó có một vài cái chức năng đó. Thì như vậy các sinh viên đó phải học cái cách hàn cái bo, hàn cái bo vô, còn không hàn bo vô thua. Rồi thì cái bo này nè, cái bo hồi nãy là cái bo chỗ đâu là cái bo này nè ha, tôi nhắc lại cho mấy bạn nhớ để một hồi tôi phân tích cái bo này cho mấy em coi. Thì cái bo này nó sẽ có cái đường gạch ở giữa nè, có cái đường gạch ở giữa nè mà không nổi rồi. Đây là bạn mấy em thấy là cái đường gạch giữa thấy không, thì cái đường gạch này nó gạch đứt nè. Hồi cơ điện tử K37 có một bạn tên là bạn Khanh Lương Hồng Duy Khanh, thì nếu như mà mấy em tình cảm mấy em đi làm mấy em quen bạn Duy Lương Hồng Duy Khanh á, thì Lương Hồng Duy Khanh đó là sinh viên lớp tôi cố vấn, thì bạn Khanh là lấy cái kéo cắt lấy cái cưa mặt á, cái cưa cưa đứt cái này ra hai, nó là đứa sinh viên đầu tiên làm cái chuyện đó luôn á. Mấy em thấy là nó có cái đường là nó cưa đứt làm hai, biết cưa đứt là làm hai làm gì không, lấy cái phần trên này nè thì nên làm chuyện khác, nó có nói với máy tính, còn phần dưới này nó làm gì khác. Thì cái bo này nó sẽ có hai cái chức năng, thứ nhất là cái khối này là khối USB, vậy là em ghi cộng cáp USB vô đường này nè. Ngày xưa để mà tiến hành nạp cái mặt nạp nó rất là phức tạp, cái nói với máy tính nó rất là phức tạp, nó gồm rất là nhiều hàng hà sa số thứ, cho nên là chính vì cái độ phức tạp nó rất cao, cho nên là các cái hãng sau này người ta thiết kế bo, người ta thiết kế sẵn luôn cả sẵn luôn cái phần kết nối với máy thì chúng ta sẽ kết nối thông qua cái cổng này. Rồi thì trong này nó sẽ có một con IC này rất là quan trọng, thường cái mạch này chết là chết con IC này nè, chết đi IC này xong là vứt nguyên cái mạch luôn, hoặc là chỉ khi em cửa mạch này ra rồi em gắn cái cúc khác vô, cửa mạch khác gắn vô, thì thường con này là con chết nè. Cái con này nó có chức năng là nó giao tiếp trực tiếp với máy tính và nó nhận tín hiệu từ máy tính, thì nó có tên là EZFET, emulator có nghĩa là mô phỏng bằng phép, mô phỏng dạng phép. Mấy em biết ưu điểm lớn nhất giữa phép so với trang to BT là gì không? Mấy anh học anh tử từ dài nè, mấy anh suy nghĩ rồi, nhớ rồi, phép với BT nó khác nhau đặc điểm cơ bản nhất là gì? Rồi luôn. Để tôi có dạy mấy anh em cái môn mạch tử nha. Bạn nào không có học môn mạch tử của tôi nha. Mấy em học xong mấy em biết là phép với BT nó khác nhau chỗ nào cụ thể nhất không? Tần số của phép nó nhanh hơn của BGT này. Đó là bình thường không có gì nói, cái cơ bản nhất mà trong một cái mạch phép á, phép thì tính toán dựa trên gì? Hạn như G phép, hạn gọi là em nó phép, hạn như xét con G phép thì cũng dễ. G phép, tự nhiên giờ xét con BT đi, BT thì cái phương trình nào của BT là phương trình quan trọng nhất.
Rồi, cái này không được rồi, mấy anh học xong mấy anh quên hết rồi. Cái phương trình quan trọng nhất là IR bằng gì? Mấy anh học mạch tử chưa vậy? Chứ học anh tử thì bỏ đi nha, đừng học môn này nữa. IR bằng cái gì nhá? IR nó sẽ bằng IC cộng cho IB, vậy là cái điều khiển của BT thì phải điều khiển cái dòng. Dòng IR, dòng IC, dòng IB, ở đây nó đẻ ra cơ số trường hợp, chẳng hạn như là bão hòa, khuếch đại, vân vân và mây mây ha. Rồi còn đối với con phép đó, thì mấy anh chú ý cái phương trình gì, nó có một phương trình rất là quan trọng, cái VG của phép là mấy, Bằng không này. ừ đúng rồi, VG nó bằng không, thì như vậy cái VD nó bằng VS. Như vậy là mấy em chỉ cần chú ý tới V, không có chú ý tới Y, tại vì G luôn bằng không, do cái điện trở RG nó nhỏ nhất, nó cũng phải 1 triệu mA, mẹ 1 triệu mA mà. Cho nên đối với cái dòng trang to và cái dòng phép, cái yếu tố quan trọng khác nhau quan trọng nhất đó là phép người ta điều khiển bằng áp, trang to tôi điều khiển bằng dòng, và tất nhiên điều khiển bằng áp thì lúc nào nó cũng an toàn hơn, giống như là op amp vậy. Ví dụ như op amp này là V cộng đi, này cộng đi, này là V cộng, này là V trừ. Rồi V cộng với V trừ nó như thế nào nhá? Gần như các cái mạch op amp em sẽ không bao giờ tính dòng Y. Ngay hai cái input và output thì nó là một dạng của phép, nó là một dạng linh kiện đặc biệt của phép. Thì chính vì cái đặc biệt đó, người ta chỉ cần điều khiển cái điện thế thôi, chứ người ta không có cần điều khiển dòng điện. Do điều khiển điện thế thì tán điện trở thì to vô là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cái dòng điện hết, không cần quan tâm cái dòng điện, cho nên là cái giá trị của phép nó rất là quan trọng. Các cái mạnh là cái mạnh mô phỏng như phép do cái ưu điểm đó của linh kiện. Rồi thì đây là cái nhóm mà chúng ta dùng để chúng ta kết nối với máy tính, và trong cái nhóm này nó sẽ có các cái chân được kết nối sẵn. Thì mấy em thấy là ở bên này thì cái chân này nó sẽ gặp có ba chân này, ba chân này là ba chân để kết nối với, ba chân này là ba chân trực tiếp để kết nối với máy tính. Ba chân trực tiếp với kết nối máy tính thì nó sẽ gồm có hai chân nguồn 3 V với 5 V. Thì hai chân nguồn đó là thứ nhất là để nuôi cục này với này, đây là chúng ta sẽ có hai chân 5 V này. Đây mình chú ý là đây là 5 V này ha, đây 5 V, vậy là cái chân 5 V này nó sẽ nối như 5 V này nè, nó sẽ nối trực tiếp với cái chân 5 V này. Rồi thì để nó nuôi điều khiển là cái thứ nhất, đây chúng ta có chân GND, chân 5 V nè, thì hai chân này nó sẽ thông với nhau, và cái con điều khiển này nó chạy với mức 3,3 V, thì nhiều cái chân 3,3 V này nó phải được nối lại. Khi mà em mua con linh kiện về á, chân ta có sao thì làm ơn đứng tháo ra. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái chân nữa là chân RSD và chân CSD. Thì hai chân này gọi là chân grid và chân drive serial. Thì hai chân này thì từ từ mấy em học rồi mấy em sẽ biết. Rồi tiếp theo là chân RT. Chân RT là chân reset, chân reset. Rồi tiếp theo là chân TT. Chân TT thì ít xài nhưng mà chân này để trao đổi cái tín hiệu thôi. Rồi bây giờ nói sơ sơ đó thì nghe thấy nó làm sao này? Có bạn nào có kiến thức có học lại môn nào không? À, thôi nói học lại cho nó không dám bắt bắt ấy đâu. Rồi các bạn nào học cái môn mạch xung mà mấy bạn học trực tiếp trên lớp không? Tôi có nghe nói là một số bạn học môn mạch xung học online thì đúng là rất khó cho mấy bạn. Tại vì các cái ký hiệu này nó hơi chuyên ngành. Thì khi mà nói một hồi mà mấy bạn mà không có kiến thức chuyên ngành, mấy bạn nghe như chúng ta đang ở trên vũ trụ, chúng ta đang ở dưới đất hai, cho nên mấy bạn làm ơn bạn chú ý. Rồi thì cái con này á, cái khối này là cái khối nó kết nối trực tiếp với cái máy tính, con này khối kết nối với máy tính. Thì ngoài cái khối này ra nó sẽ còn có các cái chân pin này, mấy bạn thấy nè, mấy em thấy nè, chân này nó gồm hai nhánh chân pin, xóa này, nó sẽ gồm hai nhánh chân pin. Thì hai nhánh chân pin này nó kế bên nhau nhưng mà nó không có dính với nhau, dính với nhau là nó hư đó. Có nghĩa là bên tay trái là B2.5 mà bên tay phải là mát, rồi bên tay trái là 2.4 rồi bên tay phải là 2.0. Nhưng mà thấy nè, đây nó có các cái ký hiệu, thì khi mà mấy em nhìn thấy cái bo điều khiển đó, nó sẽ có luôn cả các cái chữ cụ thể của con đó là chân, nó chân gì. Tôi trở lại cái slide trên cho mấy em xem nè, đây nè, thì đây là các cái chân B2.4, B2.0. Thì các cái chân này nó được đóng xuống một cái đế ở phía dưới. Thì khi đóng xuống cái đế phía dưới này thì chúng ta chỉ cần chúng ta điều khiển thôi, chứ chúng ta không có cần quan tâm lắm tới sơ đồ chân. Rồi thì các cái sơ đồ chân này nó được lắp như thế này, và chúng ta biết cái con điều khiển này là nó hình vuông, vậy là cái chân nó sẽ chĩa lên như thế này.
Em biết cái chữ số 1 bắt đầu đâu? Chữ số 1 bắt đầu đâu? Ai nói thì nghe. Tại sao mấy bạn biết cái chuyện số 1 bắt đầu thế nào? Ở cái chấm trắng hả thầy? Ừ, nó nghe cái chấm trắng đó. Thì mấy em mới chú ý cái chữ số 1 nó nghe cái chấm trắng. Giờ nó nằm ở bên tay trái. Nói cách khác là nó sẽ bắt đầu từ cái nó sẽ bắt đầu bằng cái vị trí này nè, đây là vị trí số 1 nè. Rồi như vậy nếu mà chân là 80 chân thì này 20, 40, 60, 80 chân. Thì mỗi một cái chân nó sẽ có một cái tên và một cái chức năng khác nhau. Thì nói về cái bo này thì cái con này là con quan trọng nhất, con điều khiển là con quan trọng nhất. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cái nút, chẳng hạn như nút RT là chân reset. Chân reset thì bấm vô cái máy cái con điều khiển nó sẽ được reset cái chương trình lại. Thì reset chương trình là sao? Reset chương trình là em lập trình đã bấm reset thì nó sẽ chạy lại vị trí ban đầu. Rồi ngoài chữ ban đầu ra thì chúng ta sẽ còn có hai cái nút nữa, đây là cái nút button thì đây là cái nút bấm. Thì tất cả phần người PIO tôi sẽ dạy kỹ về cái phần này. Thì đây là cái nút mình nó nói với chân P2.1 và cái nút mình nói với chân P1.1. Thế nên cách khác là cái chân P1.1 ở đây nè. Rồi đây có chân P1.1 cho con 2 4 5 4 3 2. Rồi nút P1.1 thì chân P1.1 này nó được nói trực tiếp dưới cái nút ấn này. Để coi cho nó bo trong 11.1 nào. À, rồi không thấy là theo kể từ từ mới xử lý. Rồi thì ngoại trừ hai cái nút đó thì chúng ta sẽ còn hai con led, nghĩa là gắn đây ta lắm sẵn chúng ta con led lên B1.0 và con led lên B4.7. Thì hai con led này để làm gì? Hai con led này nó thẳng là luôn để cho em test cái mạch á, em lập trình em bấm nút test cái mạch coi cái mạch nó có chạy không đó. Thì hai cái nút ấn ngoài đó chúng ta sẽ có nút B2.1 hay B1.1. Thì như vậy đây là bốn cái khối này được người ta thiết kế sẵn, cái sẵn cho mấy em để chi, để khi mà chương trình chúng ta chạy á, thì chúng ta sẽ dựa trên cái đó để chúng ta kiểm tra cái độ chính xác của cái chương trình. Thì khi mà chúng ta mua điều khiển về thì chúng ta nhiều khi chúng ta lập trình thử thì chúng ta đâu có biết là nó sẽ đúng hay sai, thì chúng ta sẽ có cái nút ấn để kiểm tra có cái lệnh code đơn giản của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn ở đây một cái khối nữa, đây là cái khối như cái này là thạch anh nè, cái này là thạch anh và cái này là cái tụ. Thì hai cái ký hiệu gạch như thế này vuông như thế này là thạch anh. Thạch anh cái con này nó chạy thạch anh nội thì là 1 mê, nhưng mà nó chạy thạch anh ngoại là nó khoảng 25 mê. Nó có hai cái chế độ chạy, một là 1 mê, hai là 25 mê. Thì tương tự hồi chúng ta sẽ có cái con điều khiển MSB430FG đó, thì nó sẽ có hai chế độ chạy, một là chế độ chạy 1 mê, hai là chế độ chạy 16 mê. Thì tùy theo cái cách mà chúng ta sử dụng, thông thường chúng ta sử dụng phải chạy chế độ 1 mê. Chạy chế độ 1 mê là nó đã là một dây nó đã thực hiện lên 1/10 mũ 6 lệnh rồi, thì đó thật ra nó là một cái tần số rất là cao nhưng nó không có thấp. Rồi thì đây là cái bo em mới B30F5529, thì đây là con S529 như đây nè. Cái bo này á, nó sẽ được miêu tả như thế này, thì đây gọi là cái này là PCB layout. Thì để dễ cho nhìn á, thì ở đây chúng ta sẽ có
rất là nhiều cái linh kiện dán mà chúng ta gần như chúng ta thấy là nhiều cái linh kiện dán mà chúng ta không biết nó làm cái gì. Thì ở đây là nó có con EZ Emulator MCU, có nghĩa là con này là cái con mô mô phỏng mô emulator, có nghĩa là mem chạy debug á, mô phỏng không phải, nó gọi là chạy debug bon, nghĩa là nó làm cái chức năng là mem chạy từng lệnh từng lệnh từng lệnh, mình sẽ chạy thông qua cái con này. Rồi con này là USB full speed, có nghĩa là con này để cung cấp cho cái tốc độ đáp ứng tốc độ tần số dao động với USB connector này tới điều khiển. Rồi thì đây là một, chúng ta sẽ có một con thạch anh 6 MHz, 6 MHz. Thì cái con thạch anh 6 MHz này nó để nó chạy cái khối ở phía trên cho con này. Và ngoài đây là đây có TBS627 nè, đây là DC-DC convert. DC-DC convert có nghĩa là một con IC ống áp. Mấy em cấp cái nguồn từ view từ máy tính vô là 5V rồi. Tuy nhiên để mà chắc chắn rằng cái nguồn đó nó xuống 3V đó, đây nè, chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy cái đường này. Cái này nhìn nó này, đây nè, chúng ta thấy nè, USB 5V vô nè. Vô đây thì chúng ta sẽ có cái ngõ ra 33V, là em thấy nè, 33V. 33V đi trực tiếp vô điều khiển luôn. Thấy không? Rồi, và cái nguồn 5V này nó cũng đi trực tiếp về 5V đây thì cũng đi vô nguồn điều khiển, thì bản chất cái con này nó chạy hai chế độ mà 33V và 5V. Và cái điều thú vị ở đây là chúng ta sẽ có nè, đây là cái biến đổi về những thế. Tuy nhiên chúng ta sẽ còn một cái hàng mà chúng ta phải chú ý, đó là cái hàng data, là cái hàng dữ liệu đó. Là database, thấy không? Database USB data là dữ liệu nó sẽ truyền xuống con SSD này. SSD này nó sẽ truyền xuống đây để chi, để nó đáp tăng cái tần số lên. USB thì nó truyền tần số nó chậm. Em có bi file USB thấy rất là chậm không? Dùng USB vô thì cái con này nó truyền bằng cái chuẩn RS232. Khi mà chuyển RS232 thì nó tương đối là nó chậm, nó giao tiếp thông qua con này thì nó tăng cái tần số lên 6 MHz. Cho nên thông thường nó sẽ sử dụng cái tần số này khoảng 1 MHz thôi. Tại này 6 này 1 MHz là nó chạy nó ổn định này. Rồi anh này thì anh sẽ nạp chương trình trực tiếp xuống máy tính luôn, cái hàng như mấy em nạp từ USB, mấy em nạp dữ liệu thì mấy em sẽ chạy thẳng trực tiếp vô con này luôn. Tuy nhiên có một số trường hợp là mấy em không thích nạp thẳng mà gọi là mấy em chỉ mô phỏng thường lệnh, có nghĩa là em chạy cái lệnh này ở phía dưới nó hiện coi mình chạy tới đâu chưa, từ từ do mình lập trình một hồi mình lập trình nhiều quá thì mình không có khống chế được nó số lượng lệnh của mình. Thì đây gọi là một cái ưu điểm của cái phần gọi là debug onboard. Debug onboard là một cái khái niệm đặc biệt chỉ dành cho các dòng điều khiển cao cấp thôi, chứ chẳng hạn như em sử dụng cái dòng điều khiển cũ chẳng hạn như 8051 pick á, nó sẽ không có chức năng đó, là debug onboard. Để tôi mở cái gì hay ho cho em xem. Cái này gọi là điểm bắt bo. Thì debug onboard là một cái chức năng đặc biệt cho phép mấy em chạy từng lệnh ở trên cái máy tính luôn. Tôi coi cho nó có clip lại họ đây là debug onboard này. Rồi này làm gì à, thì cái lệnh nãy cái này nó chạy thì lập tức cái con này nó chạy theo, thấy không? Thì đây là một cái dạng debug onboard, debug onboard sẽ khó. Thôi, lần nào cũng quảng cáo. Cá biển ở ngoài kia nó rớt rồi cho nên là chúng ta sẽ chạy chạy từng lệnh nè, cái này nó chạy nè, cái lệnh terminal. Thì em thấy là như này nó có hai con led nó chớp qua chớp lại để tôi coi cho nó có được phát âm bò. Đó, hình như không có điều phát âm bò. Thôi, học từ từ chúng ta cũng biết mà. Thì debug onboard nó là một cái sức mạnh. Cái này tôi nói thiệt, nó là một cái sức mạnh cho phép mấy bạn lập trình, mấy bạn kiểm tra từng cái câu lệnh của mình, và cái điều này cho phép những cái kỹ sư mới bắt đầu học á,
cảm thấy tự tin với những cái phần chương trình mà mình viết. Rồi thôi kệ đi, từ từ đi, mình sẽ học phần đó. Rồi thì cái con MSB30 này nó có 40 chân, nó có 80 chân, nó chỉ ra như nè. Nhưng mà tuy nhiên cái bo này người ta đã thiết kế lại rồi thì nó sẽ gồm có hai cái đường 40 biên. Cái này là đường 4 nhân 10 nè, đây là 1 là 2 nè, 3 là 4 là 10 là 20 là 30 là 40 nè. 40 nhân 10 đây là 10. Thì cái này là 10 nè, 20, 30, 40, khoảng 40 chân. Thì 40 chân này nó được, thiết kế để mà nó lắp đặt theo cái hướng kiểu này. Cho nên để mà mấy bạn gắn á, thì mấy bạn phải gắn vô, mấy bạn không thể nằm bạn hàng những cái chân trực tiếp cho đây được. Các bạn tốt nhất là bạn gắn gắn đây. Ở đây thì như vậy thì các cái chân nó sẽ có từng cái tên. Khi em mua cái bo về á, em sẽ thấy là cái vị trí nó sẽ có từng cái tên luôn. Chẳng hạn như ở đây là nó có là 3,3V hoặc 5V. Chẳng hạn đây nó có 3,3V, 5V và GND. Vậy là nếu như mà mấy em muốn câu cái nguồn 3,3V và 5V thì em sẽ xài hai chân này. Một bên là 3,3V, bên là 5V. Thì chúng ta chú ý là hai chân này nó không liên kết với nhau chưa nha. Cái này chúng ta phải chú ý hai chân này nó không liên kết với nhau chưa. Rồi 5V. Rồi. Thì như vậy nếu mà mấy em muốn xài 5V thì mấy em xài câu từ cái chân này ra. Qua đây sẽ 3,3V thêm câu từ chân này ra, rồi chân GND câu chân này ra, rồi chân GND đây, đây là chân mát. Và đặc điểm á, khi mà em làm mạch thì em phải chú ý á, người ta gọi là nói mát chung á, em có thể sử dụng nhiều nguồn khác nhau nhưng mà mát, cái chân mát nó phải được nói chung nha, thì cái đó là cái điều rất là quan trọng. Thì gọi là gắn mát chung á, em phải gắn các cái mát chung với nhau. Rồi cái này là jumper, cái này gọi là jumper, jumper đến chi jumper để câu cái điện đi ra ngoài. Đây thì có nguồn sẵn nguồn 5V với hai chân mát nè, cho em thấy lúc nào chân mát cũng nhiều hơn dưới. Đây thì gắn jumper, thì ngoài đây chúng ta sẽ có hai con led. Thì đây nãy tôi nói rồi, đây chúng ta sẽ có hai con led, là con led ngay chỗ này nè, nếu con led xanh nhưng con led đỏ. Thì con led này gắn ở chân bơi 1.0, vậy bơi chân bơi 4.7. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ còn được hàng lên hai con thạch anh, nhưng mà thông thường thì ít người nào sử dụng, ít người nào sử dụng là con thạch anh 4 MHz, con thạch anh 32 kg. Thì cái này thường là gắn xài dao động nội sẵn rồi. Thì đây là cái bo ESP. Thì trong cái con điều khiển này nó sẽ có một số cái thứ mà em cần phải chú ý là con này nó có 40 chân nè. Cái này để gắn cho nên em tháo chân này ra. Rồi thì trong này nó sẽ có một số cái khái niệm là, thứ nhất là nó 128 kg flash, là 128 kg ROM á, và 8 kg RAM. Vậy là cái bộ nhớ lên 128 kg. Dạ mấy bạn đừng nghĩ 128 kg đó ít nha, 128 kg là một cái bộ nhớ rất là lớn á. Tôi dám khẳng định với mấy bạn là 128 kg bộ nhớ rất là lớn. Mấy bạn lập trình chừng 2 kg, mấy bạn lập trình là đen đậu rồi đó. Hồi đó chúng tôi lập trình công điều khiển nó hơn năm một nó chừng 3 kg là lập trình hoàn, xong lập trình hoàn không hết. Thậm chí công điều khiển nó hơn năm một, thậm chí đi thi thì rồi một con luôn á, lập trình nó còn không có hết được bộ nhớ trong dòng điều khiển nữa. Cho nên là đừng khinh thường những cái con IC nó những cái bộ nhớ nó nhỏ. Sau này các cái dung lượng nó trở nên nó lớn là mấy bạn biết là sao do sao lớn không? Chẳng hạn cái máy tính của mấy bạn biết tại sao muốn nó cần cái bộ nhớ cái hàng gigabyte không? Chẳng hạn giờ cái ổ cứng của cái máy tính các bạn chẳng hạn nó cần tới khoảng 500 GB, 1 TB, 250 GB. Các bạn biết tại sao mà cái ổ cứng càng lúc nó càng lớn không? Tại sao không cần, chúng ta cần ổ cứng thì vài chục ký rồi. Các bạn nghe tôi nói không vậy? Alo. Rồi anh nào cho tôi biết là tại sao ta suy nghĩ cái này, tôi suy nghĩ là tại sao mà bộ nhớ chúng ta càng lúc ta càng càng lớn, trong khi đó thực ra chúng ta cứ thấy công việc điều khiển này rất là hiện đại, nó trên 128 kg nó chạy hoài không.
Rồi, mấy bạn không biết tại sao mấy bạn tự bạn suy nghĩ đi ha. Còn thực ra cái chương trình đó chúng ta làm trình thì chúng ta làm trình khoảng chừng vài ký, vài chục ký. Thì năm 1000, năm 2000 mười mấy á, nó có một cái con virus máy tính mà nó tấn công vô cái hệ thống nhà máy điện hạt nhân của Iran. Thì cái con virus đó tất nhiên nó là một phần mềm gián điệp để nó tấn công vô, nó thu thập dữ liệu rồi nó lấy dữ liệu rồi nó truyền dữ liệu về một cái nơi bí ẩn. Thì mềm đó nó rất nặng. Cái điều thú vị là cái phần mềm nó rất nặng, nó tới khoảng 20-30 MB. Mấy bạn phải hiểu là cái phần mềm đó nó tới khoảng vài chục megabyte. Thì khi một cái phần mềm mà tới khoảng vài chục megabyte thì người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao cái phần mềm nó lớn như vậy. Tại vì thông thường mấy em thấy đầu chương trình mà nó viết thì 128 ký là mấy em viết mệt mỏi luôn, thì cho nên người ta mới nghi ngờ rằng cái phần mềm nó được viết từ một nhóm các nhà khoa học, người ta cố tình người ta viết ra. Còn trong khi đó các cái phần mềm mà kỹ sư bình thường viết hoặc là những hacker bình thường nó viết nó dựa trên lỗi cứng á, thì gần như nó không bao giờ đạt tới cái độ lớn hơn chừng vài ký, vài chục ký hay trăm ký nữa, một mê nữa, nhưng mà một bộ nhớ tới hơn vài mê bài. Thì như vậy chúng ta phải biết là cái phần mềm chỉnh ta viết ra nó có bộ nhớ rất là nhỏ. Tại sao cái bộ nhớ rất là nhỏ? Tại vì khi chúng ta lập trình chúng ta compile hay nó có khác là chúng ta nén dữ liệu lại thành cái ngôn ngữ máy tính á, thì lúc đó nó trở thành một cái file nén này, nó gọi là file chấm hack. Một hồi nữa tôi sẽ mô phỏng cho bạn coi cái file chấm hack. Thì cái file này á, nó đã trở nên rất là nhẹ chừng vài chục byte. Rồi thì cái con này nó còn gì nữa, full speed USB, có nghĩa là kết nối trực tiếp với máy tính với tốc độ rất cao. ADC. ADC này gọi là Analog Digital Convert. Analog Digital Convert. Thì cái này là một bộ biến đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, convert là biến đổi nè. Biến đổi số tương tự. Thì tín hiệu tương tự là tín hiệu gì? Mấy em học cái giờ này mấy em biết tín hiệu tương tự là tín hiệu gì, tín hiệu số tín hiệu gì không? Ai cho tôi một cái ví dụ về tín hiệu tương tự đây. Đây tôi một cái ví dụ về tín hiệu số thôi. Các bạn còn đó, bạn nghe tôi nói không? Tín hiệu tương tự thì gì, tín hiệu số thì gì? Rồi, mấy bạn tự mấy bạn tìm hiểu tín hiệu tương tự, tín hiệu số ha. Sang tuần chúng ta sẽ học trực tiếp trên lớp, cho nên mấy bạn sẽ phải trả lời cho những câu hỏi như thế này. Tín hiệu tương tự là tín hiệu gì, tín hiệu số là tín hiệu gì? Nha. Cái này mấy bạn phải biết, các bạn không biết mấy bạn không tốt nghiệp được đâu. Rồi, thì ngoài ra nó sẽ còn năm cái thamơ, năm thamơ này rất là nhiều. Năm thamơ rất là nhiều, thường nó sẽ đánh số là từ thamơ A, thamơ B, thamơ C hoặc là thamơ 1 2 3 4 5. Thì ứng với cái timer này nó sẽ có những cái mức độ ưu tiên khác nhau. Thì khi ưu tiên lại làm gì? Ưu tiên để khi có một cái timer nó xảy ra mà nó có một cái timer khác, một tín hiệu khác chuyển tới á, thì cái máy tính nó sẽ chọn một cái tín hiệu, một tín hiệu khác, và cái máy tính nó sẽ chọn một cái timer. Cái con vi điều khiển của mấy bạn sẽ chọn một cái mức ưu tiên cao, và cái mức ưu tiên cao đó nó để thực hiện các cái lệnh. Thì đó là do tâm con timer. Ngoài ra nó còn bốn cái chuẩn giao tiếp.
thì nó sẽ gồm là kiểu như cái SDI nè, SDI nè, SDI là I2C, như vậy là chắc nó sẽ có hai kênh SDI và hai kênh I2C và cái kênh UART. Thì UART này là cái chương RX và cái chương TX này, cái UART này nó gọi là giao tiếp với máy tính, nó thường giao tiếp giữa hai con điều khiển với nhau hoặc là giao tiếp giữa hai con máy tính. Thì mấy bạn sẽ xài, mấy em sẽ xài cái kiểu UART rất là nhiều. Gần như cái định nghĩa cái kiểu UART này, mấy em sẽ chuyển bao nhiêu byte dữ liệu, 1 byte hay 1 bit dữ liệu, thì mấy em sẽ phải biết định nghĩa cho cái chương đó, và nó sẽ chuyển thông qua hai cái chương, đó là chương TSD và chương RSD. Đâu ta, đây là hai chương TSD và RSD này, thì hai chương này sẽ truyền dữ liệu qua giao tiếp với máy tính. Chúng ta sẽ có một cái phần, một cái bài gọi là bài giao tiếp máy tính, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái bo của chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ tôi bấm số 1 trên máy tính thì con led nó chấp 1 lần, bấm số 2 led chấp 2 lần, bấm số 10 led chấp 10 lần chẳng hạn, thì đó là một cái bài giao tiếp giữa máy tính và điều khiển. Thì cái bài đó rất là quan trọng. Thế như cái chuẩn ngoặc này nó sẽ hỗ trợ cho mấy em làm một cái chuyện, nó sẽ hỗ trợ cho mấy em làm một cái chuyện, đó là mấy em điều khiển từ máy tính, hoặc là để cho cơ bản cho mấy em làm học những cái môn sau, chẳng hạn như là môn thu thập dữ liệu đi, em thu thập dữ liệu và em có chuyển dữ liệu máy tính thì mấy em chuyển dữ liệu đâu nhỉ? Chẳng hạn như giờ em thu thập dữ liệu, em thu thập nhiệt độ của một căn phòng đi, trong vòng khoảng tháng rồi một ngày đi, hoặc là em thu thập độ ẩm của một cái khu vườn trong vòng một ngày đi, thì như vậy cái dữ liệu em phải truyền về máy, truyền về hoặc là truyền lên cloud, hoặc là truyền lên server, hoặc là truyền về máy tính. Thì em truyền chỗ nào đó tôi không biết, nhưng mà bây giờ nó không có rất là truyền, thì quá trình truyền dữ liệu đó nó sẽ thông qua bốn cái chuẩn, gọi là bốn serial interface. Chuyện thông qua bốn serial interface, thì thông thường thì mấy bạn sẽ chuyển mấy em chuyển quạt, thông thường là sẽ chuyển quạt, chuyển quạt lên trực tiếp lên cái đám mây luôn, thì về tốc độ chuyển quạt nhưng mà được cái nó không bị mất dữ liệu. Ngoài ra còn những chuyện chuyển SPI và chuyển lên đó, chuyển SPI và chuyển I2C thì lại hỗ trợ cho mấy em chuyển những cái dữ liệu nó đi. Rồi chúng ta sẽ còn các cái khối đơn giản khác, chẳng hạn như khối analog comparator, như là khối so sánh analog, và một số cái mến mo hay là một số cái thông tin đó. Thì để mà thực hiện hết thì chúng ta không có hẳn mà chúng ta thực hiện hết cái con này. Tuy nhiên chúng ta học để chúng ta có kiến thức, chúng ta thực hiện cho những con điều khiển khác, những cái dòng điều khiển coi lên tới 30 luôn. Đối với các sinh viên mà học ngành điều khiển, học bên điện tử viễn thông, kỹ thuật máy tính, thì mấy em làm tất cả những cái thứ từ đó trở về sau đều phải dựa trên con điều khiển lên tới. Thì ngành chúng ta thì chúng ta không có bắt buộc quá cho cái chuyện đó, thì nói chung nó cũng là ưu thế. Tuy nhiên việc học thì mấy em phải học một cái lượng kiến thức rất là lớn về cái dòng này. Rồi đây là cái sơ đồ chân của cái con F5529, 5529. Thì chúng ta sẽ có cái chân số 1 nằm đây, là nó chạy đi dòng đây là cùng nhiều hay ngược chiều kim học. Dạ ngược. Này ngược chiều kim đồng hồ, vậy thì ngược chiều kim đồng hồ là chiều dương hay chiều âm? Mấy anh học lên, mấy anh học tới cái môn kỹ thuật gì má, rồi tôi dạy môn kỹ thuật robot, rồi tôi cũng hỏi lại cho anh luôn á. Thì như vậy cái số chương nó sẽ đánh theo cái nguyên tắc như thế này, thì mấy em sẽ thấy là nó có một cái chương, nó có hàng hạ sinh số chức năng luôn, chỉ có một số chương 2B, 8.0, 8.1, 8.2 này thì nó đơn giản ha. Thì nó có một chức năng là chương GPIO, rồi VCore, rồi VDS, VCC1, thì cái này là cái chương nguồn không tính đi. Rồi chẳng hạn chúng ta xét cái chương B7 này, rồi B7.7, B.5, B.4, hai ba chương này chẳng hạn. Thì cái chân này nó sẽ có thêm chân MCLK và chân BOCLK. Rồi chân MCLK. Thì những cái chân này các bạn sẽ học. MCLK nghĩa là gì?
Và có một cái điều rất là thú vị á, là các cái chân này nó có tính chất giống hệt nhau như tất cả các con điều khiển MP50 luôn. Hay nói cách khác là những cái chân này, ví dụ như mấy em sử dụng trên cái con điều khiển F559 này, hay là con FG4, hay là con 5G5523, hoặc là 5532, hoặc là 5452, hoặc là những cái con khác, thì nói chung nó chẳng khác gì nhau về cái phần có hết. Nó chỉ khác nhau, nó chẳng gần như là có nó giống hệt nhau. Chúng ta tìm đúng cái số chân có cấu hình đó thì chúng ta sẽ cấu hình hơn lên. Rồi thì cái con này nó sẽ, ngoài ra nó còn có những chân chẳng hạn như là UCAR XD, là UCAR thì chúng ta sẽ có cái chữ RXD, là TXD, là chẳng hạn như vậy. Là chân 51, 52 này nó sẽ có cái chức năng, đó là chức năng quạt. Thì để thiết kế những cái bo như thế này thực ra nó khá là mất công, nó khá là nó tốn nhiều công sức. Cho nên là cái phần thiết kế bo sau này được giảm nhẹ lại cho mấy em. Tuy nhiên chúng ta nhìn trên cái sơ đồ chơi, chúng ta cũng phải biết mỗi một cái con nó sẽ có những cái chức năng khác nhau, thì dựa trên những cái chức năng khác nhau của những cái chân này thì chúng ta coi chúng ta cần làm cái gì. Ngoài ra chẳng hạn chúng ta sẽ có là BM, là UCB, là UCB, UCB là MAU nè đó. Thì nếu như mấy em phải đọc được cái định nghĩa của cái chân này, chứ không mấy em phải chỉ với tôi thì mấy em nhiều khi tôi còn hơi là lạ. Chứ ví dụ như mấy em nói chuyện với người ngoài giống như người ta tưởng mấy em ở trên, ở trên trời, mấy em đi xuống chứ mấy em mình phàm. Chuyện này nó cũng khá là bình thường đối với những cái sinh viên chuyên ngành mà đang học thực hành, và cái kiểu mà nói chuyện một hồi là người ta tưởng như mình đã nhìn dạy xuống với mình ở dưới dưới đó. Rồi bây giờ trước khi chúng ta tiếp tục thì mấy bạn, nãy giờ tôi nói đầu buổi tới giờ mấy bạn hiểu tôi nói gì không nhỉ? Ai cho ý kiến rồi, bây giờ đầu buổi giờ tôi nói bạn hiểu tôi nói gì không? Tôi rất là lo sợ dạy cái môn này, biết sao, tại vì tôi nói bạn không hiểu tôi nói gì. Các bạn nghe tôi nói không vậy? Bây giờ đầu buổi tới giờ tôi nói bạn hiểu gì không? Hello. Còn nghe tôi nói gì không đó? Đầu buổi giờ tôi nói mấy em có ai không hiểu thì mấy em bấm giơ tay, ai hiểu thì mấy em, ai ai hiểu thì mình bấm vô tay, ai không hiểu thì nó, mấy bạn hiểu thì nói là gì, hiểu thì phải bấm nha, không hiểu thì đừng bấm, còn không hiểu thì rồi ít nhất thì cũng còn cơ số anh hiểu thì nói gì, chứ tôi cũng chưa có nói tiếng người ngoài hành tinh đó, tôi cũng đỡ à. Rồi cảm ơn các bạn, tôi rất là lo. Thứ nhất là lâu quá tôi không có dạy môn này, thứ hai là chúng ta nói chuyện với nhau, hỏi như chúng ta nói chuyện với nhau người ngoài hành tinh nhé. Chẳng hạn như bây giờ nói DC convert thì ngoài sinh viên chuyên ngành ra thì chẳng ai biết nó là gì. Còn thí dụ như bây giờ mà nói một cái chuyện đơn giản như chẳng hạn như này là mặt phẳng nghiêng đi chẳng hạn. Mặt phẳng nghiêng đi, chúng ta đặt một cái object, ta đặt một cái vật lên chẳng hạn như này, thí dụ ha. Chúng ta đặt một cái vật P lên chẳng hạn, rồi trọng tâm nó kéo xuống như thế này á, thì nào cũng biết hết chứ. Cái chuyện này nó gọi là một hệ cơ học, cái hệ cơ học này thì ai cũng biết, cái đó tôi nói thiệt, thậm chí sinh viên lớp 10, lớp 11, lớp 12 lên đại học, năm nhất, năm nhì luôn, chúng ta nói như thế này chúng ta đều biết là nó là một cái hệ cơ học, một cái vật trên một cái mặt phẳng, hoặc là chúng ta có một cái hệ quy chiếu như thế này
Chẳng là chúng ta sẽ có một cái hệ quy chiếu như thế này. Thì cái này người ta sẽ tưởng tượng được hàng đây là x, y, z. Rồi này là x phải, y phải, z phải chẳng hạn. Thì cái này người ta tưởng tượng được. Tại vì theo quy chiếu chúng ta có thể tưởng tượng được dựa trên một cái góc ở đó trên ba mặt phẳng. Còn khi mà chúng ta bắt đầu ta nói đến một số ký hiệu chẳng hạn như là TSD, RST, CSD gì đó rồi là xong rồi đó. Thì nó toàn chữ mà nó rất là vô nghĩa, cho nên là tôi rất là lo, tôi sợ tôi nói mà mấy em không hiểu tôi nói gì. Cho nên là khi học cái môn này tôi có yêu cầu mấy em, nếu như mấy em đã từng học các cái môn về mặt điện tử, học về mặt sum mặt số rồi thì ok, còn nếu chưa học thì đi học môn đi. Tại vì học môn đó thứ nhất là có cái kiến thức cơ bản về mấy cái tên chẳng hạn như sum lốc là gì, rồi MMP, rồi cái USB là cái gì, rồi cái nút ấn là cái gì, rồi PIO là cái gì, rồi ADC là cái gì. Sang tự đi học lại, tôi sẽ kiểm tra ADC là gì nha, mấy anh tự nha, tìm hiểu đó. ADC là Analog Digital Convert. Thì nói cách khác là một cái bộ biến đổi, convert là biến đổi là số tương tự. Tiếng Anh chúng ta dịch ngược, biến đổi số tương tự, hay nói cách khác là biến đổi tương tự số thì nó cũng được. Thì vậy cuối cùng nó là cái gì thì mấy em phải định nghĩa được cho tôi cái phần này. Trước khi chúng ta học và lập trình thì chúng ta phải biết cái khái niệm trước. Giờ tôi nói luôn cho mấy em biết là số động chí học tới phân cuối gì đó, cũng không biết là gì nữa, tôi chỉ không sợ ngoài. Rồi, thì đây là cái bo MBS 5529. Thì cái bo 529 này chúng ta à con là 55 con gọi 55. À. Rồi thì cái bài 529 này chúng ta khi chúng ta học thực hành tới cái phần thực hành này chúng ta sẽ gồm có một cái module nút ấn nè. Rồi là module lên nét bài đoạn nè, module lên nét đơn nè, đơn nét bài đoạn. Cái công tắc này để chúng ta chọn này 1 2 3 4. Ừ, ta sẽ có 1 2 3 4. Bốn cái nút RGB nè, nét đơn, nét zoom. Rồi cảm biến này thì chúng ta học từ từ, thì chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ được học rất là kỹ cái phần này. Lớp trước học rất là kỹ cái phần này. Thì lúc đó thì bạn từ từ bớt bệnh thở. Rồi đây là cái bo mà cái bo rất là quan trọng rồi, do đây là cái bo thực hành nên sẽ giới thiệu cho bạn trước. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ còn một cái bo nữa, thì cái bo này nó có một số tín hiệu là điện thế là 1,8 đến 3,6 nè, xung lốc tối đa là 25 MHz, 25 MHz, 25 MHz là một tốc độ siêu nhanh. Rồi 128 ký 8 RAM gì đó thì đã tôi giới thiệu rồi. Rồi chúng ta sẽ tới một cái bo thứ hai này là bo lên bát. Bo lên bát này bạn nào muốn làm thì bạn nó mua. Cái bo này hồi đó nó khoảng 250 ngàn. Thì mua bo này xài tới cuối kỳ luôn cũng được. Mua cái bo này không thôi thì đi kiếm mấy thằng khóa trên ha. Mấy thằng mà nó học cái môn này mà nó đậu rồi á. Thì mua nó trả lên 150 ngàn thôi, 100 ngàn thôi. Bây giờ anh bán không, mà không bán thì anh để luôn đi, anh ngâm luôn đi. Thì thế nào nó không bán là đằng nào nó học cũng xong, môn nó cũng tốt nghiệp rồi. Có số đứa thì nó giữ lại. À cái này tôi nói chơi thôi nha, đừng có xúi nha, xong rồi mất công mấy bạn là thầy hiếu xúi nữa, em đi mua của mấy anh thì không được. Rồi thì cái bo này nó có một số thứ nó cũng khá là thú vị, giống như cái bo hồi nãy thì chúng ta sẽ có cái đường màu xanh ở đây nè. Thì đây nãy tôi nói rồi, cái nhóm này là cái nhóm cho nói với PC hay nó có nói với máy tính, còn này là cái nhóm này là kết nối với cái này là công việc khiển. Thì cái bo này nó có cái đường gạch ở giữa nó nè, cái bo này nó khá là mắc cười, cái đường gạch ở giữa. Thì ngày xưa nó có con điều khiển nó chừng 14 chân đặt ở đây. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng rồi, 7, 2, 14 chân. Thì nó có con điều khiển 14 chân đặt ở đây nè. Thì cái bo này á, cái con điều khiển 14 chân này nó lần đầu tiên tôi thấy nó thấy rất là ngộ. Lần đầu tiên tôi thấy nó là năm 2010. Một. Lúc đó tôi đi làm được năm rồi bắt đầu được dạy, nhắn dạy cái phần này. Giờ tôi thấy rất là mắc cười, cái bo thì tự nhiên mất hết 6 chân ở phía sau, con điều khiển nó cùng ngủ ở phía trên nè. Tôi biết thế nào là người ta cũng 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 sẽ phải thay cái con đó à. Thì cái này á, thì người ta viết chữ 2452 vô, thực ra thì con này không phải 2452 đâu, con này nó ngủ một khúc này. Con này còn nhiều như là 2311 mấy cái tôi Google lên đâu quá tôi quên. Rồi em nói đây 430 và 2311 thôi. Rồi này con gì là để mấy em mua cái kit này về nó sẽ như thế này chứ không có 2452.
rồi thì con nó cổ cái chế độ, bây giờ mình không thấy con nó luôn. Chưa kể được cái gì đây, cái lên bát giờ hai nè thì nó sẽ có cái phần ở phía trên là 14 chân và phần ở phía dưới, thì cái này nó khá là thú vị, cho nên là thông thường người ta xài thì người ta sẽ không có xài, người ta sẽ tháo cái con 14 chân người ta vứt đi, nó sẽ gắn con 20 chân vô. Tất nhiên thì con 20 chân vô thì cái độ dài chân nó sẽ nhiều hơn, thôi kệ nó. Rồi thì cái bo này nó sẽ gồm có cái này này, cái này tôi chụp nè, nó rõ cái này tôi chụp á, chúng ta sẽ có một số cái thứ khá thú vị. Đây là đây mọi 1.0 nè, nên có chữ led này không, led đây là 1.0 nè, led nè là nói như đây nè. Rồi để coi B1.6 nè, led 2 nè, thấy không, đây là led 2, led là ngay đây này nha, chứ không phải trên này nha, cái này là cái zoomer nha, hai con led ngay đây nè, hình như là chúng ta phải nói lại thì led nó mới sáng, tôi nhớ không lầm là vậy. Mấy em lấy cái đồ như này em gắn lại đó, nó mới sáng hàng led này. Thông thường thì mấy đại ca đây nè gắn vô nè, thông thường thì mấy đại ca sau một thời gian xài thì không quan tâm đến hai con led nữa, cho nên tháo mất cái đầu đó, chuyện này nó khá là thường xuyên, tôi cũng tháo nữa. Rồi ngoài ra chúng ta có B1.3, B1.3 đây coi nó có gì, gì S2, S2S là switch đó, chữ S2 nghe là switch 2, switch 2 switch là cái nút á, đây là S2 nè, B1.3 nè. Rồi S1 chữ RT, đây là chữ RT nè, RT là reset nè, đó đây là S1. Rồi cái này nó cũng có gen D, gen D, VCC thì cái này gọi vi thôi, không quan trọng. Chân TX, RX, chân reset, chân test. Chân test là chân truyền code, rồi chân VCC là chân nạp. Rồi thì cái bo này nó có cái điểm thú vị, đây là nó có cái con này. Cục này là cục thạch anh. Cục thạch anh này là cục anh 32 kg. Cục thạch anh này mấy bạn mua về trên mặt nó có con đó. Đó giờ tôi chưa thấy ai hàng hết chứ, tại cũng không cảnh mà xài con thạch anh 32 kg làm gì, cấu hình cho nó mất công. Thông thường thì người ta sẽ xài luôn cái con dao động nội này là 1 MHz, 1 MHz. Thì thông thường người ta sẽ xài luôn cái dao động nội con này là 1 MHz. Thì tại sao xài dao động nội 1 MHz làm gì? Thứ nhất là để tiết kiệm. Tiết kiệm cái công sức lẫn cái thời gian chúng ta ngồi là lập trình. Cái này thì hãng nó cung cấp cho chúng ta một cái output rồi, cho nên là chúng ta lấy xài chúng ta không cần phải suy nghĩ là chúng ta có hành gì đúng hay sai này ơi. Và nếu như có hành sai thì chuyện gì nó diễn ra thì chúng ta đỡ mất cái thời gian chúng ta suy nghĩ. Và thứ hai là cái chuyện mà mấy em hàng cái bo lên thì nó khá là rủi ro, không phải rủi ro cho mấy em mà là rủi ro cho cái bo. Nhiều cái mấy em quậy chị nó hơi quá hay gọi là đại lộ gì đó thì cái bo của em nó trở nên nó, mấy bạn đợi xíu tôi nghe điện thoại cái. Alo,
À, tiếp xin lỗi mấy bạn. Cái con bo điều khiển này nó cũng tương tự như cái con bo điều khiển kia, thì nó có một anh đại ca ngay đây và một anh nhỏ nhỏ ở đây. Thì con này để nó chạy thì nó sẽ kết nối trực tiếp thông qua cái con này, thông qua cái nhóm này. Rồi cái nhóm này thì cái con này nó cũng là một con nguồn. Và cái điều thú vị á, trên cái bo này theo kinh nghiệm của tôi á, là sau vài năm mà tôi hành là tôi mới thấy có một con nó chết. Nó chết là nó chết cái con này nè, nó hài vậy đó. Thì thực ra cũng cũng là chết cái anh này nè. Tôi không biết là sao chết con này nữa, mà tôi nghi con này là con công sức, tôi nghi á. Thì cái bo này nó sẽ có là phần cứng là có số lượng pin là timer serial nè, SPI là giao tiếp SPI nè, đọc analog nè, đọc số nè, rồi nguồn mát là B2.6 nè. Thì trong này nó có hai cái chân, nó khá là cái chân thì để tôi nhớ là cái chân số mấy. Thôi thôi tự thằng thằng chúng ta sẽ kiểm tra lại hai chân đó. Rồi thì cứ mua cái bo vậy, nó sẽ có hai con là con 2452 với con 2553. Thì trên bo tôi nó có cái chữ ghi 2553 nè. Rồi thì tại sao chúng ta có hai con 2452 2553? Thì thứ nhất á là mấy bạn mua cái con này, cái con 16 chỗ, bây giờ mấy bạn không còn kịp thấy con 11 14 chỗ đâu, mấy bạn sẽ mua luôn cái con là 20 chân. Thì con 2452 là cái con mặc định. Con này là con mặc định nè. Mấy em mua con về, mấy em nhìn trên lưng mà thấy 2452 thì mấy em cũng đừng có ngạc nhiên. Thực ra thì 2452 hay 553 này chúng ta sẽ so sánh nè. Nó là kiến trúc 16 bit RISC nè, RISC nè, là kiến trúc hiện đại nè. Rồi, tốc độ tối đa là 16 MHz giống nhau nè. Ủa nhớ 8 kg, anh này 16 kg, anh này 8 kg. Thực ra cái chuyện này nó chả ảnh hưởng gì cho mấy em, không bao giờ mấy em viết được cái code nó tới 6 kg rồi thì đừng nói 8 kg. Cho nên chuyện này thực ra nó cũng không ảnh hưởng gì. Rồi, RAM 512 bay và 256 bay. Trong có vẻ như 512 bay nó lớn hơn 256 bay, nhưng thực ra thì mấy em cũng chẳng có xài mà nó maximum RAM đâu, mấy đừng lo. Nói chung trường hợp mà mấy em mua cái con 2452 mà em không có con 2553 thì mấy em cũng đừng ngạc nhiên. Rồi interface là giao diện. Rồi thì cái interface, cái giao diện này thì nó lại là cái sự khác biệt nè. Thì 2553 nó sẽ có I2C, nó có SPI và nó có cái UART. Thì cái quạt này rất là quan trọng, con 2452 nó không có cái quạt cho nên thực ra nó dở hơn cái chức năng này. Thì cái chức năng này thông thường ta chỉ nãy tôi có nói rồi đó, để giao tiếp với máy tính. Con 2452 này nó không có chức năng quạt cho nên nó giao tiếp với máy tính rất là kém. Rồi ADC thì 10 bit. Comparator 8 bit, có nghĩa là cái bộ so sánh 8 bit. Timer 2 x 16 và 1 x 16, vậy là con này nó lớn hơn cái timer này. Rồi những cái chức năng còn lại thì nó gần như là nó y chang nhau. Và cái điều thú vị đó là khi mấy em viết lập trình cho code của con 2553 thì mấy em đi cần mấy em chỉnh một số thứ là thành con 2452, nó chạy được hết trơn à. Cho nên là nếu như mà mấy em mà có cái con 2452 ở nhà, hoặc là mấy em mua rồi có luôn sẵn con 2452 thì mấy em không có cần, mấy em phải quá lo lắng rằng cái con mà nó khác biệt nhiều so với cái con học. Thì chúng ta chỉ cần chúng ta đổi cái định nghĩa của cái chương chúng ta lại thì chúng ta lập trình được, không thành vấn đề. Chúng ta chú ý là đây bộ ADC 10 bit nè, timer thì hai cái, nhưng thực ra bạn xài có một cái, mà thường bạn sẽ xài một timer. Cái sao xài một timer tại bạn lập trình không nổi á, bạn lập trình hai timer bạn không có kiểm soát được. Thì giờ chúng ta sẽ lập trình có một timer. Thì đây là cái so sánh trên cái bo lên bát này. Rồi thì cái đây là cái sơ đồ chân. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có là cái nguồn là từ 1.8 tới 3.6 V, thông thường là chạy nguồn một, thường nó chạy nguồn 33 V là 36 V nè. 1.8 V rất là nhỏ nha các bạn. 1.8 V là chúng ta rất là nhỏ, gần như nhiều khi BT nó không chạy được nguồn 1.8 V luôn. Trong khi đó chúng ta chỉ chạy 1.8 V đối với các cái dòng như là phép với op amp thôi. 1.8 V là BT gần như các bạn không cấu hình được nó chạy được như vậy. Rồi chúng ta sẽ có 16 bit tần số dao động 16 bit và 16 kg flash. Nha, bộ nhớ này có 16 kg à. Bộ nhớ còn nếu tôi nhớ là con ép nó nhiều hơn. Còn bộ nhớ con F này nó 128 kg. Con này bộ nhớ có 16 kg, nó thua tới 4 5 lần. Rồi RAM nó 512 GB. Rồi, 8 kênh ADC 10 bit. 10 bit. 10 bit là sao quý vị? 10 bit. Rồi 16 bit.
Ai cho tôi biết 10 bit với 16 bit nó khác nhau thôi. Rồi mấy bạn 10 bit với 16 bit nó khác nhau sao? Hôm nay mấy bạn mới học chơi số rồi, mấy bạn phải biết là mặt số rồi, mấy bạn phải biết mà. Ha, à? Rồi chúng ta sẽ có một số câu hỏi sang từ mấy bạn, vậy bạn nghiên cứu lại thứ ADC là gì và 10 bit nó là sao, 16 bit nó là sao. Mấy anh không biết cái này là mấy anh không có học được cái môn này tiếp đâu nha, thì nói tiếp mấy anh thành dịch hết trơn á. Rồi rồi nó sẽ có hai cái timer 16 bit này, thấy không, 16 bit timer nè, ADC 10 bit nè, ADC 16 bit là 24 GPIO. Thì đây chúng ta sẽ có 24 GPIO nè, chữ 1 nè, nhân 20. Rồi. Thì một số cái thông tin. Ngoài ra thì đó là cái con Poland Pass này, thì dựa trên một cái mail của một cái, ngoài ra chúng ta sẽ còn một cái trường hợp, một cái kit mới nữa. Cái này là tôi mới phát hiện ra, tôi mới biết đó. Cái kit này là do một bạn bữa hôm đó bạn gửi mail cho tôi ấy, thì tôi mới ngồi, tôi mới rảnh, tôi nghiên cứu lại, thì tôi rất là cảm ơn các bạn. Nó không biết bạn nó có ở đây không, các bạn mà nhớ mà gửi mail cho tôi á, tôi chụp cái kit lên báo rồi gửi lại ấy. Thì cái kit này là kit mới, nó gọi là kit G2AT. Nó gọi là MSB430 G2ET, cái này kit mới. Này kit mới. Các bạn thấy cái này nó khác với lên bát nãy. Ha. Có cho 50 ngàn bán mắc chứ. Gọi là nhiêu tiền. Không mắc nhiêu ta. 4.500 này nữa 3.000 nữa. Shopee bảo hành 6 tháng rồi. Ô bác chưa chạy 600k. Không, cái này cái cũ, cái này cái năm ba, cái này cái cũ. Đợi tới đây 400 ngàn nè. Rồi, rất là cảm ơn em, mà tại vì nhờ em nói tôi mới ngồi, tôi rảnh, mà tôi nghiên cứu, tôi mới phát hiện ra cái kit này á. Thì cái kit này là kit xịn hơn cái kiếp trước, các bạn thấy nè, cấu trúc của cái kiếp này nó thiết kế lại, và tôi đọc sơ sơ thì tôi thấy nó xịn hơn cái kiếp trước. Thì mấy em xài kiếp nào cũng được chứ, nếu như mấy em có điều kiện thì mấy em xài kiếp lên bát là vừa này, rồi mấy em muốn học giỏi ngành tự động hóa hoặc là hành tự động hóa, hoặc là mấy học cơ tử mà em hay đi đi hơi nghiêng nghiêng về phía mặt một chút á,
thì mấy em cũng nên học cái cách để mấy em thiết kế một cái bo nhỏ nhỏ. Thì cái version này là version 1.5, tôi mới biết luôn á, tại mà người ta thiết kế lại này khoảng 20 đô 4.000 mắc đi, tôi mới biết có cái này luôn nè. Đây là cái layout của cái này. Rồi thì cái kit này nó cũng tương tự như kit kia, thì này nó lắp cái con G2 2553 vô. Thì kit này nó cũng tương tự thôi, thì chúng ta sẽ có các cái nguồn 3.5 jumper isolation block, là nghĩa là tách cái khối ra làm hai, thì khối trên và khối dưới thì chúng ta sẽ, chúng vẫn xài BG2553 nè. Ví dụ như bây giờ trường hợp mà mấy bạn có kit này rồi mà mấy bạn vì lý do gì đó mấy bạn mất con điều khiển, mấy bạn xin thằng khóa trên cho nó còn mới cho bạn con điều khiển, không thôi bạn xin nguyên kit luôn. Không mà thôi tôi không có suối đâu nha, mất công nó đi nó phàn nàn đó. Rồi thì kit này nó sẽ có một số cái chân, chẳng hạn như là chân mát, đây là ba cái chân này để nói ra, thì đây là B2.1, 2.2.3, nó có cái nút ấn gạt qua gạt lại cũng vui. Và này nó có con led, thì là một con led, hai con led không, hai con led đó, đây là led nè, led đỏ nè, rồi cái B led, led xanh nè, rồi con này là con MSB2553 mình chân lên. Rồi thì cái kit này nó sẽ có luôn cả giao diện thành anh là rễ DTSD, cái này là booster bus để nó kết nối trực tiếp với nhóm, này là TD-RFD, ở đây là TD-RFD, đây là TD-RFD, hai để kết nối trực tiếp với cái máy tính này vô PC. Đây là cái hình, nó sẽ có cái hình chiếu ngang của ta. À cái này là cái toàn bộ cái kit phát triển này. Rồi đây là cái nhóm ở phía trên, là cái nhóm mà EZ Fed Debug Drop, có nghĩa là cái nhóm giao tiếp trực tiếp với máy tính. Thì cái so với cái con điều khiển, so với cái trước thì cái cơ chế thì hư cái công suất. Hồi nãy tôi nói với mấy bạn đó là cái bo này nè, nó hay bị hư cái con này. Nó bị hư con này. Thì cái bo này người ta không sử dụng IC nhiều nữa, người ta sử dụng một cái con rất là lớn luôn. Thì tôi chưa có nghiên cứu những cái kit này nhiều, tuy nhiên tôi biết rằng kit này nó cũng là một dạng kit mới, nó gọi là version 1.5, thì tùy các bạn mà chọn kit nào bạn muốn ha. Rồi bây giờ 3 giờ chúng ta nghỉ một chút xíu và chúng ta sẽ tiếp cái phần mô phỏng trực tiếp, thì chúng ta sẽ lập trình trực tiếp cho máy, cho cái kit luôn. Chúng ta nghỉ khoảng 10-15 phút vậy đó. À, tôi báo với mấy bạn luôn, tin đó là lâu quá tôi không có lập trình, với tôi cũng biết tôi làm nó chạy không nha. Lỡ tôi làm chạy thì thôi, nó sầu, sang tận ta học tiếp. Ha. Rồi, nghỉ chút xíu. Rồi. Kiếm nè, chút xíu. Rồi cái này là cái size Google của Thiện Nguyên, thì trong đây nó có cái CT441 này, có một số code tool nè, bấm vô coi nó có gì hay ho. Đây nó có cái phần mềm MSB430 slide và giá này lên Google Professor Trung Tắc Kinh, trường đại học National Tân Trung Hoa Đài Loan, Tsinghua University, trường này trường Thanh Hoa, trường đại học Thanh Hoa là trường học rất là lớn. Tôi không biết là mạng nên sao nó quay vòng rồi. Một hồi mà lỡ mà tôi rớt mạng thì mấy bạn biết rồi đó nha, do mạng nó nhanh quá đó. Rồi để tôi coi tôi có cái báo cáo gì kiểu tôi thầy thực hành gì đó, này 11 năm 20 này cũ rồi. Rồi có chữ tool, tool gì đây, slide bài giảng LCD nói bên mình workshop BBT. Rồi slide, slide bài giảng bài tăng đây mình sổ ra đó. Đây này nó có hai ba thứ gì đó, rồi không có cái chỗ đau cái project rồi, mấy bạn tự xử đi. Như hôm mấy lần trước tôi đưa cho mấy bạn cái link đau rồi, rồi ha, mấy bạn tự xử đi.
Rồi bây giờ tôi sẽ tạo một cái project cho bạn coi. Tôi không chắc là nó chạy được nữa nha. Rồi mình đi project nè, để mình tạo project thôi. Như project chẳng hạn test MSB30 chẳng hạn. Test MSB30 chẳng hạn. Rồi default. Tôi nói thì AC thích không được, AC mà thích không được. Rồi, đừng có thì PCB. Các bạn đừng có tạo PCB làm gì, nếu mấy bạn dễ mạch thì bạn tạo PCB, còn không thì bạn thôi khỏi. Ha, rồi, net thôi. Đâu firmware, net. Cái này nó ra gì rồi. Để ra giao diện như thế này. Thì mấy bạn phải cài cái bữa mà trước Tết á, thì tôi có nói với mấy bạn việc mấy bạn phải cài cái phần mềm này để nó hỗ trợ lập trình. Tất nhiên thì cái việc hỗ trợ lập trình này nó cũng khá là dở. Chỉ nó bấm vô cái chữ T như thế này. Nó ra một cái sổ như vậy và chúng ta gõ MSB430 để đang đóng nè, C là F là thấy chưa, F nè kiếm mà G2 là 253 2353 2453 2533 2553 là hãng dụ như con này rồi. Đây là con FG2553 FG2553 thấy chưa, bấm vô đây hỏi chúng ta có cái chỗ nào cái phải hết nè, hết file UBR gì hết file này để hỏi tôi coi có cái file nào lên net nó có bài setting tôi coi cho mày nó có cái hết file nào không có rồi nhiều khi họ tôi làm được đó rồi như vậy chúng ta tạo con 2553 ra trước ha, lâu quá tôi không có một phỏng rồi tôi cũng chắc là làm chạy đâu. Rồi đầu tiên tôi tạo con này ra, rồi bây giờ tới cái chỗ cái phần debug này thì chúng ta sẽ chọn cái con 2553 của chúng ta. Search trên support device nè. Bấm vô lại nè, làm lẹ quá thì mấy bạn nói bấm phải nè, option nè, thấy không? Bấm vô phải nè, option nè. Rồi chúng ta kiếm cái con G2553. FG nè. G2001. G25 nè. G2553. Rồi đi chưa? Rồi output. Executor library. Executor đi. Library config. Rồi. Ok. Rồi, như vậy thì cái chương trình này nó sẽ chạy trên dưới. Bạn phải hiểu là một cái chương trình nó sẽ chạy từ trên xuống dưới. Rồi, và nếu như mà nó không chạy trên dưới đó, là bạn bị sai. Thì bắt đầu bằng cái chương trình là bạn có lệnh include io thì có tôi zoom lên à đây zoom lên được rồi nè, thì cái hàng này gọi là cái hàng watch timer. Thì watch timer nó để làm gì, thì watch timer nó được dùng để rồi tôi bấm lỗng nút gì rồi đúng rồi bấm lỗng nút rồi thì cái watch timer dùng để làm gì, thì watch timer nó là một cái chương trình đặc biệt. Watch timer này để dùng để tắt cái chức năng watch timer, thì cái câu lệnh này các bạn bắt buộc các bạn làm không có cách nào khác hết nhé. À, hiểu không, các bạn buộc phải làm cái câu lệnh này, không có cách nào mà khác hết, câu lệnh này nó bắt buộc nó sẽ ra này, gặp nha. Cái này đây tắt hoạt động timer, đây là một cái dạng timer thôi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta lập trình sơ sơ thử, thì bây giờ chúng ta thử chúng ta lập trình cho cái chân b 2.0 đi, b 2.0 ta điều khiển một con led nó chớp tắt chẳng hạn, như chúng ta tạo một con led, chúng ta bấm vô cái chữ b đây nè, tạo một con led đây, led đây. Khiến led màu ấy. RGB led này, led xanh, led phin màu hồng, led đỏ đi. Ok. Rồi chúng ta câu con led này màu đỏ. Thì tất nhiên cái dòng mà điện con này ra nó khoảng 3.6V. Thì mấy bạn phải biết rồi. Tất nhiên bạn lắp trực tiếp cái cuộn dây xuống led này xuống mát là mấy bạn lắp được. Nhậm. Bây giờ mình kiếm cái chỗ bấm mát á,
bớt đây. Để kiếm cái chỗ bấm cho nó mát rồi. Cái chỗ vàng vàng á, đúng mày thấy nè. Rồi thì bạn nói về về là bạn nói sai á, để tôi nói chơi ha. Thì khi đây mà mấy bạn nói này, con led này nó chính là một con diode quang này, mấy bạn học thì tôi có dạy các bạn phần rồi. Thì nếu như dòng điện chạy thẳng đây đến đây luôn đó, khi đứt led này bạn không có lắp dây cái này được, bạn phải xóa dây này, bạn phải bứt cho một con sợ. Ồ, bấm gì nó ra làm bài tầm ba đấy. Tắt đây. Rồi chúng ta kiếm nguồn điện trở đây, resistor hoặc điện trở. Rồi đây điện trở 10 kg, 10 kg là đảm bảo con led này nó không sáng là chuyện đương nhiên. Rồi chúng ta thay con điện trở này 220 ohm thôi. Rồi chúng ta viết code cho chết tắt con led này chơi ha. Rồi mấy bữa sau chúng ta sẽ học kỹ được cái phần này. Đây, để là kẹt rồi. Rồi thì chúng ta sẽ viết code cho cái này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có một số cái vấn đề mấy bạn cần phải biết. Thì tôi đang suy nghĩ làm sao để giải, tại giờ không có cục phấn, không có cái bảng. Rồi thì để điều khiển một cái GPIO á, chẳng hạn như cái chương B2, thì để điều khiển một cái GPIO thì chúng ta sẽ cần có khoảng 3 cái chân để mà điều khiển, mà gọi là đóng ngắt á, nghĩa là on off á. On off trên một cái chân á, trên một cái bọt GPIO bất kỳ, thì chúng ta cần 3 thanh ghi. Thì cái thanh ghi đầu tiên, cái chân nhất á, là cái thanh ghi direct, gọi là thanh ghi đi. Rồi và thanh ghi thứ hai là thanh ghi out, nó còn một cái thanh ghi nữa gọi là ghi in đó. Thì thanh ghi out thì thanh ghi này rồi nó sẽ quyết định là xuất tín hiệu hay là hay nhận tín hiệu. Rồi cái thanh ghi out này là để xuất tín hiệu. Và một cái sân này là thanh ghi mình nó để nó nhận tín hiệu. Rồi ngoài ra nó còn một cái thanh ghi nữa, gọi là thanh ghi điện trở tối lên mà tôi quên mất tên. Rồi thì tạm thời như vậy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thanh ghi direct. Thanh ghi direct có nghĩa là thanh ghi xuất tín hiệu ra. Thôi làm con chán chúng ta, hồi nữa chúng ta kéo thêm mấy con để sẵn hồi vẽ chứ không làm gì nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cái chọn, chúng ta sẽ chọn B2 đi, có nghĩa là B2 direct á. B2 direct nó bằng thì xuất tín hiệu hoặc nhận tín hiệu, thì xuất tín hiệu thì nó bằng một, và nhận tín hiệu thì bằng không. Như vậy là thanh ghi direct, như vậy là cái vị trí của bọt của chúng ta là vị trí B2.0. B2.0 thì chúng ta có, để tôi mở cái file, thì bây giờ đó thì vị trí B2 là bọt 2 đi, thì nó sẽ có 8 8 chân pin. Chân pin thì nó sẽ là B2.0, B2.1 rồi tới B2.7 và 8 chân, vì là nó ứng với cái vị trí, nó sẽ bằng là vị trí số 7. Thì tất nhiên anh học tiên số, mấy anh mới biết rồi, chẳng hạn ta viết 1111 cách cho 1111 thì cái nào là biết cao, nào biết thấp. Mấy anh nó chưa học mà số, mà chưa học dữ số rồi tôi nói mấy anh là bỏ đi đừng học môn này đó, là tại vì nó có định nghĩa, nên tôi sẽ lập trình cho mấy em thấy nè. Bây giờ như 8 số 1 vậy, rồi cái nào biết cao là biết thấp. Số đầu tiên ở bên phía bên trái không hả? Là gì, nó là biết gì em?
Dạ bit cao. À, đúng rồi, là bit cao. Như vậy là cái B2.7 này nè, nó là cái số 1 này nè. Rồi tới B2.0 là cái số 1 này nè. Như vậy là bây giờ chúng ta chỉ cần cái tín hiệu của B-direct nó lên 1 là ngay cái chân B2.0 ha. Như vậy là chúng ta sẽ có cái nó xét trường hợp thôi nha. 0000 rồi cái này là 0001. Rồi, thì bây giờ 0000001 cái này là mã số này máy là máy gì? Mã này máy gì? Rồi cái mã này nè, tôi đang đánh đây là gọi mã này là mã gì? Mã nhị phân. Rồi là mã nhị phân. Rồi bây giờ cái mã nhị phân thì thành cái mã hex rồi máy. Mã 16 bằng mã 16 biết ra mã hexadecimal hay là mã 16 mã hex là một máy. Rồi gọi mấy anh tham gia cái số là mấy anh xóa đi nha. Bằng 1 sẽ bét cho em. Bằng 0 nhưng không 1. Rồi như vậy là bây giờ chúng ta muốn cái B direct này nó xuất ra thì chúng ta nó bằng 0 nhưng không 1. Chấm phẩy. Họ ra màu khác hay là qua không lập trình thấy nó bằng màu khác. Vui ha. Rồi bây giờ muốn mà mới vào vô là con led nó tắt. Vậy là tới đây là tôi không biết nó chạy không nghe, hỏi tôi thử nó biết nha. Tới đây là con led nó, tới đây là B, tới đây là cho phép nó gọi là xuất xuất tín hiệu tại vị trí B2.0. rồi rồi bây giờ chúng ta tới cái tiếp theo nó gọi là BAO. Thì BAO tới đây nó hơi phức tạp nè. Rồi tới đây BAO nếu như mà mấy bạn muốn mà mới vô mà nó tắt hay là mới vô nó sáng liền thì nó cũng được. Ví dụ như bây giờ tôi muốn cái trường hợp mà nó tắt đi, bây giờ thí dụ như bây giờ cái bit nó bằng 1 sẵn rồi. Bây giờ trường hợp này ha, bây giờ trường hợp này bây giờ thí dụ như mà chúng ta có một bit, chúng ta có một cái chân tín hiệu chung hiệu bằng 1 và bây giờ chúng ta muốn nó xuống 0. Xuống 0 thì dùng cổng vô lúc được, thì dùng cổng lên cái gì? Ví dụ như bây giờ có cái tín hiệu là 1 nè, bây giờ muốn nó xuống 0 thì làm sao? Rồi bí cổng nói cổng nói đúng rồi, còn cổng gì nữa không? Cổng em được nữa, chúng ta có rất là nhiều cách. Chẳng hạn giờ chúng ta dùng cổng nói chẳng hạn, hoặc là cổng em, cổng em giờ chúng ta em với không tự động từ một xuống không mà đúng không? Không không thì em là một, không không thì em là bằng không, đúng chưa? Rồi giờ chúng ta thì đây tới chỗ này thì chúng ta bắt đầu chúng ta em nó với cái này là ký hiệu em. Lần sau học tập trình xe sẽ dạy lại cái này cho mấy bạn. And với không nhân bây giờ nè, chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái số 1 này thôi nè. Cái số 1 này bây giờ nếu nó muốn xuống 0 nghĩa là mới vô nó tắt thì nó sáng lên đó, thì nó sẽ and với không nhân 0 0 thì hiện diện cho mình nó tắt rồi nè. Chỗ này tắt rồi. Rồi sau khi nó tắt xong chúng ta làm gì nữa? Rồi chúng ta cho nó sáng lên. Như vậy là bây giờ muốn sáng lên ta làm sao? Từ không bây giờ muốn lên một là làm sao? Ngoài trừ cổng nốt ra thì bây giờ chúng ta o với cái này là bàn phím nên nó bật theo cái nút quan trọng nhất là cái nút gạch thì tôi không biết nằm chỗ nào. À đây, à, với không nhân không một thì đây là cái lệnh này là cái này là and với số không nè, thì cho nên là cái bit B2.0 nó sẽ bằng không. Ngay chỗ này là tắt, rồi ngay chỗ này là chúng ta
O với 1 nè. Đây là cái số này đừng nhìn thấy nha, số nhìn cái này nè. Đây là em thấy không nè, O với 1 này. Cái chỗ này là biết. Biết B 2.0 nó bằng 1 nè thì cái chỗ này là sáng. Rồi, sao lại có chạy không? Ai sẽ web bay thực hành online. Ai bi quay cái này dài đây à, không error không quên nên nó chạy xong xong à. Rồi đây là build xong rồi nè, bây giờ test cái màn nó gọi là simulator để combine cái rồi map thôi. Rồi tôi bấm tôi kiếm cái file hack thôi. Online bài 1 rồi rất khó luôn. À, mấy bạn đợi tôi 30 giây tôi ngồi tôi suy nghĩ sao tôi tạo cái file hack rồi. Để xin tìm cách tôi tạo cái file hack cho lâu quá tôi lâu nó không có tạo tôi quên mất. IR hoặc fan luôn IR ID. Tôi nhớ nằm đâu đây đây. Option. Option đây bên ta vote rồi cái file ta override file thầy chọn order thầy thầy bấm vô chữ order order em cho nào order em ở dưới không nằm ở bên option là output không output ở dưới đó thầy xuống dưới có chữ order cái dấu tròn tròn trắng trắng á thầy à order hay không rồi mình chọn cái chấm hết không intel á thầy chọn cái intel kiếm chữ intel intel ở đây intel extend vậy dạ indian center intel standard hả rồi ok có nó build ra đáp gì tôi cũng chưa biết thử này nữa mấy bạn đang học như một ông thầy không quan tâm lắm tới cái chuyện tập trình. Rồi thì tôi sẽ lên đây tôi kiếm cái file này rồi. Rồi cái coi online thường nằm trong miền Bắc SE không phải này. Clip không phải này. Object không phải này. Ông nằm đầu ta setting next code cái coi là option rồi override file tôi lên mạng thì sao đây nó bảo sửa thành A43 30 rồi thì sửa thành chấm hết nè à format variant không phải ok rồi make combine rồi
Mở lên lại đây. À, có cái phần không biết nó chạy không. Rồi lên đây. Rồi lấy nó sáng chừng lên. Giờ là chạy rồi đó. Bây giờ sao tắt. Là chạy nè. Sáng chừng lên là chạy nè. Rồi bây giờ sao tắt. Bạn thấy tôi hay không? Tôi ngồi tôi mò hỏi làm chạy chưa. Rồi bây giờ tới đây sao nó tắt. Luôn. Rồi bây giờ tới đây chúng ta cho nó tắt ha. Rồi như vậy là cái đây nó bằng một nè, bằng không rồi chúng ta cho nó tắt, rồi chúng ta tắt thì chúng ta sử dụng lại cái lệnh này. Đây, vậy là này là em với không là biết 2.0 từ không sang một đó. Rồi, combine. Rồi, để tôi tool lock option như này. Rồi cái này nó mới dùng này, tôi sẽ kiếm thanh ghi. Hey. C cộng cộng như thế Marie login tool data log start Marie thường cái này phải coi được cái thanh ghi chúng ta để coi cái view có sẽ mình có không. Đợi mà xíu xíu tôi suy nghĩ sao tôi đi bắt được cái này. Vì trở lại ok view creator như là thanh ghi không phải quá không phải creator 2 không phải này PC STR để tôi coi nằm đâu đây trong đây nè Terminal Marco quá. À, cái này Terminal.io là cái khác. Mình hay diễn sáng ra không ạ? Được em, từ em tôi tìm cách tôi debug cái đó. Vậy tôi debug không được thì tôi sẽ bỏ qua cái chuyện debug này để chúng ta tiến hành tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta thử lệnh code này ha. Để tôi tìm cách tôi lôi cái bọt nó ra mà tôi không nhớ là cái chỗ mà tôi phải lôi cái bọt nó ra nằm ở chỗ nào. Mấy bạn đợi tôi một chút xíu. Rồi, timeline. Tôi nhớ nằm ở đâu đây nè. C start. What? Memory. Resitor là địa chỉ. Restart. Terminal.io là không phải. Macro core. What bọt là gì ta? Này là chúng ta xem cái tên biến. Thôi kể đi, thôi mệt quá, build chúng ta tạo cái review on. Rồi, hồi nãy chúng ta mở tắt được cái con led rồi, bây giờ chúng ta thử lại. Rồi ok, chúng ta lên.
rồi lấy nó tắt núm luôn à, nó sẽ tắt lẹo vậy. Rồi bây giờ thì như giờ tôi muốn nó sáng tiếp thì tôi làm sao, tôi lại copy lên đây rồi thì tôi sẽ review nó và chúng ta lại make cái file, thì khi nó chạy make cái file này là nó xong cái này, và chúng ta lại tắt cái code này đi, chúng ta lại lên lại cái code, bây giờ nó sáng. Như vậy là cái lệnh code này là nó sáng rồi nó tắt, rồi nó sáng rồi nó tắt. Ủa ao ao hả, không lệnh này nè, đây là nó tắt nè, nó sáng nè, nó tắt nè, nó sáng nè, thấy chưa. Mà bây giờ chúng ta chạy thấy nó có mỗi chuyện là nó sáng không à, phải nó lên nè, giờ nó sáng chừng lên luôn, mấy bạn đâu có thấy nó chớp tắt vậy đâu đó. Vậy cái vấn đề gì nó đã xảy ra trong cái trường hợp này thì tới đây chúng ta phải có kiến thức để chúng ta hiểu. Thì câu hỏi đặt ra là tôi tính thì bắt cho mấy em xem là cái nó chạy từng lệnh, nhưng mà đợi chút xíu ơi, tôi tìm cách từ debug cho bằng được không được. Bực bội, bực bội, sao thôi. Thôi lắp xanh. Thôi lắp xanh. Không phải. Cho mình nói không? Không phải. Thôi thôi kệ đi. Rồi, giờ cái vấn đề ở ngay chỗ này là tại sao chúng ta phát sinh một cái vấn đề là đây là chúng ta tắt, đây chúng ta sáng, mà cái con led chúng ta mở lên chúng ta thấy nó chạy cái ào là nó tắt luôn. Thì như vậy cái vấn đề nằm ở đây là mấy bạn phải hiểu rằng là cái tốc độ xử lý của một công việc xử lý nó rất nhanh. Mấy em phải hiểu cái tốc độ xử lý của một công việc xử lý nó rất nhanh, có cái lệnh này thực hiện trong tầm đó giây. Tại sao tôi biết cái giá trị này? Tại vì á, thực ra cái lệnh này chúng ta được thực hiện khi mà cái tần số dao động do, tại sao chúng ta có con số này? Chúng ta có là cái xin được có điện thoại nghe anh Dũng ơi, em đang dạy chưa xong, anh Dũng ơi đợi chút xíu. Đó thì cái tần số dao động này là 1 MHz, thì nếu như mà mấy bạn dao động 1 MHz có nghĩa là 1 giây nó thực hiện 10^6, một lệnh thực hiện 10^6 giây. Như vậy lệnh này chúng ta thực hiện 1 2 3 4 này mới có 4 nhân 10^6 giây, hay là 4 4 mili 4 micro giây á, 14 micro giây, thì chắc chắn mắt các bạn sẽ không nhìn thấy được. Thì vậy để mà chúng ta tăng cái thời gian sáng tắt lên đó, thì thông thường cái chỗ này người ta sử dụng cái lệnh gọi là lệnh delay, không biết bạn có cái lệnh delay không? Đây là delay cycle nè. Như vậy là thời gian chúng ta delay cycle, chẳng hạn chúng ta dùng thứ 100.000, chẳng hạn 10.000 đi, 100.000 đi. Thì đây là cái lệnh delay cycle này là có phần mềm nó tạo ra rồi. Rồi, vậy là chúng ta dùng 4 lệnh delay cycle này. Rồi, chúng ta sẽ bắt nó coi. Rồi, no error, no warning. Rồi, bây giờ chúng ta tắt cái này. Rồi chúng ta không chẳng nào có đâu, chúng ta lại coi. Nó sáng tắt sáng nó tắt. Ồ nó sáng luôn, nó nghĩ tắt gì, chuyện gì nó xảy ra, tại sao nó sáng luôn nó nghĩ tắt. Cái chương trình của mấy bạn là nó chạy nè, đây là tắt nè, bây giờ là nó tắt nè, ok nó sáng, ok đó lại. Thì đây là chúng ta sẽ có các cái lệnh là chúng ta
nè, chúng ta tắt nè, chúng ta sáng nè, tắt nè, sáng nè, sáng tới đây cái nó nghỉ sáng luôn nè. Vậy là chương trình này nó sáng thì nó tắt, nó sáng thì nó tắt, không giờ đi chạy cho nó lẹ, tôi bỏ bớt số 0 đi chạy cho nó lẹ ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh sáng tắt liên tục như thế này. Rồi bây giờ thì cái chuyện này nó thực hiện, bây giờ dù như các bạn muốn nó sáng tắt 10 lần, các bạn làm sao? Cái thứ nhất là các bạn copy nó 10 lần, ví dụ đi, ví dụ như tôi copy 10 lần có thằng này. Rồi ha, chúng ta make nó. Rồi, tắt cục này đi, chúng ta đây. Đó, dừng lại. Rồi bây giờ muốn nó chạy hoài làm sao, không để copy dài xuống nữa. Các bạn biết cách nào để mà bạn làm cho một cái lệnh mà nó thực hiện liên tục, nó làm việc lại mà nó không bị kết thúc không? Cái dùng vòng lặp hả thầy? Đúng rồi, dùng lặp. Dùng lặp gì? Dạ, dùng lặp qua. Đúng rồi, dùng lặp qua. Thì thông thường á, nếu mà mấy em học cái môn lập trình vi điều khiển rồi, ủa lộn, học môn lập trình đại cương rồi thì chúng ta sử dụng một cái dòng lặp while. While là while 1 á, while gọi là while true á. Thì tới đây có nhiều kiểu lập trình á, một số bạn thì thích mở ngoặc đóng ngoặc ở ngay đây, một số anh thì thích mở ngoặc đóng ngoặc ở ngay đây. Thằng nào cũng làm đó là làm ha, để sao chạy thôi. Tôi thì tôi tùy hứng á, tôi là người lập trình không có theo hứng. Rồi, khi chúng ta lập trình thì chúng ta chú ý nè, thẳng ở trên dưới nó giống hệt nhau thì cái này các bạn phải cắt nó đi vào một chút. Rồi, sao lại coi, lên chơi coi, lâu quá không làm. Không, error mà warning. Biết là sao warning không? Hoặc là trình C rồi nè, biết là sao warning không? Tại cái này là in main nè, in main thì nó phải return. Return nó bằng mấy, return nó bằng 0, nghĩa là không trả về cái gì hết. Nhưng mà vấn đề là mấy em chạy vô cái lập trình dòng qua nãy đứng đây luôn, nó không chạy ra. Này 1, 2, 3, 4, này 1, 2, 4. Đứng đây luôn nó không nhảy ra, mà nếu mà đứng đây luôn nó không nhảy ra thì chuyện gì nó xảy ra? Cái lệnh này nó vô nghĩa. Nhưng mà bây giờ mấy em mà xóa cái lệnh này là nó báo lỗi, rắc rối lắm. Cho nên thường đây enter hoặc là khai báo void main hoặc khai báo in main thì kiểu nào cũng được. Rồi, bắt lại coi. Rồi, tắt. Rồi đó nè. Đó, nó cho tắt, cho tắt vậy đó. Rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi muốn tăng cái số lượng led lên chẳng hạn, tôi không thích mà có lấy led khác này. Lấy điện trở khác chẳng hạn. Rồi, con điện trở này 10 kg ha, 10 kg chắc chắn nó không sáng rồi, xài con 220 đi. Rồi, ok. Rồi chúng ta câu nó xuống. Mát. Nói vậy nên là rồi bây giờ chương B2.2.7 thì nó khó. Vậy là cái này B2.0 này B2.7. Rồi bây giờ chúng ta thấy B2.0 với B2.7. Như vậy là cái chương B2.0 này nó bằng 1 nè, chương B2.7 thì chỗ này nó bằng 1 nè. Cách ra nó bằng mấy? Cái này là 1 nè, con này là bằng mấy? 8 nè, đúng không? 1, 2, 4, 8 nè, 8, 1 nè. Vậy là mấy bạn phải end cho 8, 1. Rồi 0, 0, 0, 1 này không phải 0, 1 đâu, cái này là 8, 1. Rồi khoan đã, trước khi tôi nạp thì mấy bạn hiểu tại sao nó là 81 không? Các bạn nào không hiểu tại sao nó 81 không? Không, lại im lặng. Hồi đó học môn kỹ số á, cho nên mấy bạn không học kỹ số, mấy bạn học kỹ số đi nha. Vì cái học môn này à. Một hồi mấy bạn em, một hồi tôi nói thầm sàm, hồi mấy bạn hết biết gì luôn á. Rồi nè, cái này là số 8 nè, không biết đúng nữa, nạp thử coi. Bấm vào đây coi. Đơn. Nói đi chưa? Tại sao số 8 với số 1? Rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng gắn thêm một con led nữa, nằm ở cái vị trí bất kỳ. Để coi nó có chạy không? Chẳng hạn như B2.2 chẳng hạn. Thầy được cái thầy giới xấu, 120. Rồi. Chúng ta run thôi. Bây giờ chứ hàng led là sáng thì con này không có sáng là thấy chưa? Rồi tại sao mà có cái trường hợp mà 81 đây? Tôi nhắc lại nè, chúng ta có B2.0 rồi trở thành B2.7 thì cho nên dễ, B2.6 đây là 432.1 B2.0. Thì như vậy là B2.7 nó bằng 1 là ngay chỗ này nè, rồi B2.6 4321 á nó bằng 0 thì là cái nhóm này nè. Rồi tới B2.0 nó bằng 1 nó bằng là cái nhóm này. Thì cái số này là cái số nhị phân nè, hay nó có khác là 1000 100B á, nó có cái chữ B nó mới đúng.
Rồi giờ chúng ta đọc cái số này. Thì đây là 1, 2, 3, 4 là cái này là cái chữ 840 cao nè. Cái này là 240, 21, 22, 23, 23, 28 nè. Rồi cái này là 240, 21, 22, 23. Trường hợp này là 240 bằng 1 nè. Thì như đây bằng 81. Thì 81 này chúng ta sẽ nạp cho thanh ghi direct là 81. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta muốn cái con này sáng thì chúng ta sửa số chúng ta lại. Rồi 81. Rồi tần số dao động thì B2A tất nhiên chúng ta n thì lúc này B2A B2.7 nó cũng bằng 0. Đó, thì đây là sáng tắt. Vậy thôi, đơn giản không có vấn đề gì khó hiểu. Các bạn hiểu không? Ai hiểu thì bấm vô tay. Có hiểu là tại sao chỗ này là 81 không? Cái này đơn giản thôi đó. Chuẩn bị tơ chơi tới cái trò nó hại não hơn đó. Mà mấy bạn hiểu cái đây chưa? Rồi hiểu không vậy? Còn 5 phút nữa đó. Rồi coi như bạn hiểu mà. Thì đây là một cái cách với chớp tắt led nó bình thường. Tuy nhiên ta còn có cách khác nữa. Giờ chúng ta có một cái cổng gì đó mà chúng ta để chúng ta tôi mở cái PowerPoint tôi vẽ chơi. Rồi, ví dụ trong trường hợp chúng ta có một cái tín hiệu qua vào thì chúng ta cần một cái này gọi là cổng logic. Đây là có một cái cổng logic. Cái cổng logic này nó có cái đặc điểm là đây là input của nó nè. Đây chúng ta có một cái input nè. Rồi, thì cái input này đây là cái số mà chúng ta sẽ nhập vào. Đây là cái giá trị mà chúng ta làm nhanh chúng ta cần cái chuyện là cần là làm ở ngay cổng ra. Thì để mà một con led nó chớp tắt á thì có nghĩa là đầu tiên là nó sẽ là mức 0 và sau đó nó chuyển qua là mức 1 và nó thành mức 0 rồi nó sẽ thành mức 1. Thì chúng ta coi lại cái hàm lệnh này của chúng ta thì đây là một cái phép gán, có nghĩa là B2out nó n hoặc là nó o với một cái giá trị. Thì chẳng hạn như là 81 hoặc là 01 thì 81 hoặc là 01 thì lúc nào chúng ta để chúng ta o thì nó cũng phải là số dương hoặc là số âm. Như vậy thì chúng ta phải có một cái phép gán gì đó. Như vậy thì cái giá trị này nè nó sẽ được đi ngược trở lại đây. Cái này gọi là feedback á. Rồi nó sẽ đi ngược trở lại đây. Vậy đây. Thì đây là cái cổng logic gì mà để khi mà chúng ta n ngược lại đây thì chúng ta biết luôn cái giá trị ngay đây là 0 nhân 81. Rồi vậy thì chúng ta cần một cổng logic gì đó mà chẳng hạn như 0 nè. 0 chúng ta đi về cái cổng logic này nó gặp giá trị 81 thì nó trở thành 1. Cái 1 nó thành 81 phải thành 0. Thì nó phải có cái cổng logic gì đó. Thì để mà dễ hiểu thì mấy bạn chẳng hạn chúng ta tách cái số 0 81 thành một cái số nhị phân nó bằng là 1000 0001. Rồi vậy thì cái giá trị này có mấy bạn lúc này cái này là giá trị mà chúng ta lập trình, đây là giá trị chúng ta lập trình, giá trị lập trình vào. Rồi bắt đầu tới cái màn này hơi hại não rồi nè. Ở đây là cái output ngược lại. Như vậy thì cái output ngược lại của chúng ta thì chúng ta feedback nó như thế này, gọi là tín hiệu. Đây là thì như vậy cái giá trị mà chúng ta nó sẽ có hai trường hợp này, nó sẽ có hai trường hợp, thứ nhất là 0000 và 100001. Rồi thì hai cái trường hợp này nó sẽ lặp lại như thế nào đó mà để cho cái giá trị cổng logic này nó đi qua cổng logic này nè, nó trở thành 101010, nó trở thành là
như thế này. Thì đây là mối cổng logic rất là đặc biệt. Các bạn về các bạn nghiên cứu đi. Tôi sẽ cho các bạn xem, tôi thử cái code cho nó chạy không lâu, tôi không lập trình tôi qua. Comment nó là cái gì ta? Will edit complete code. Wow, comment code. Rồi. Rồi giờ tôi sẽ thử cái lệnh cho các bạn xem. Tôi mới nó chạy không nha. Nó vẫn chạy. Có nghĩa là cái cổng logic này nó có chức năng gì? Thì tuần sau mấy bạn kiểm tra các bạn phải hỏi cái cổng logic này nghĩa là gì? Cái ký hiệu là gì? Nhớ nha. Sang tuần sau tôi sẽ hỏi các bạn ký hiệu là ký hiệu gì á? Tại sao cái ký hiệu này nó vừa bằng cổng AND mà nó vừa bằng cổng OR nè? Cổng này cổng logic gì? Các bạn tự giữ bạn tự mà hiểu không? Thì đây là cái kiến thức bên kỹ thuật số, cho nên là bạn nào chưa học kỹ thuật số thì tôi đề nghị các bạn rút cái môn này đi. Tại vì nó đi vào sâu nó sẽ dùng rất là nhiều ký hiệu về kỹ thuật số. Và thứ nhất, thứ hai là đây là cái cổng logic mà nãy tôi mới đã cho các bạn nè. Đó. Các bạn nhìn nhận các bạn, một cái cổng logic đó để cho tôi kết quả. Rồi thứ hai, câu hỏi đặt ra thứ hai cho mấy bạn đó là KADC là gì? KADC nó rất là quan trọng nha, các bạn không biết ADC là căn. Rồi. Có thắc mắc gì không? Bài học hôm nay xong rồi đó, có thắc mắc gì không? Giờ hết giờ rồi đó. Các bạn có thắc mắc gì không? Rồi, câu hỏi thứ ba cho mấy bạn là giờ tôi muốn lát thì sáng và sửa sửa số làm sao? Thì sang tuần chúng ta sẽ học ở trên lớp. Ha, à, nhớ mang máy tính không ạ? Thì chúng ta có thể sẽ học giống giống cái kiểu này. Thế ta sẽ học giống kiểu này, nghĩa là 1-2 tiết đầu nó sẽ học lý thuyết và chúng ta sẽ thực hành trực tiếp. Thì cái bài ngày hôm nay chủ yếu cho mấy bạn làm quen với cái phần mềm nha. Rồi tôi thiệt mấy bạn lâu lắm mới lập trình đó. Lập trình điều khiển chứ không phải lập trình thường, nhưng mà ít khi tôi lập trình điều khiển. Cho mấy bạn kiến thức cơ bản về AR. Lấy có nào, hỏi tôi gửi lên cho coi. Thầy ơi, cái chỗ dòng code mà B2DIR thầy không biết 81 thầy là cho phép tín hiệu tại vị trí B2.7 đúng không thầy? À đúng rồi em. Tôi chưa sửa em. Đúng rồi đó em, chính xác. Tôi chưa sửa. Là cả hai vị trí đúng không thầy? Đúng rồi em. Đây nè. Rồi, đúng rồi. Đây nè, có nghĩa là ngay đây là B2.7 là bằng 1 nè, thấy không? Rồi B2.0 là bằng 1 nè. Thì cái mã hash của nó là 81, thấy không? Cái mã hash của cái số này nè, cái này là mã nhị phân nè. Thì như vậy chúng ta sẽ dùng B2 direct nó bằng 81, thì nghĩa là vị trí B2.0 rồi B2.7. Ở ta với cái số lớn với số nhỏ sao? Rồi. Hôm nay có gì thắc mắc không? Cái này dễ, chúng tắt đấy. Bạn nhà bạn tạo 8 đấy là nhanh nhất, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống chơi. Nếu em muốn điều khiển nó độc lập thì sao vậy? Vậy tôi nghĩ đi. Tôi chỉ cho mấy bạn cách mở lén lên rồi đó, rồi bạn muốn chạy sao bạn dễ bạn suy nghĩ đi. Ha. Rồi, còn ai thắc mắc gì nữa không? Bạn lấy cái file này thì nó cũng chẳng có gì, nó có mấy hàng à. Đấy, tôi hỏi tôi gửi cái file hết lên cho file share lên cho đọc chơi. Rồi, thôi, bye bye các bạn, hết giờ rồi.